Em mời các chị. Hello các chị, hello chị Trinh Nguyễn, hello chị Hoàng Nhẫn. Ngày hôm qua chị Hoàng Nhẫn nói em là cái gì em quên mất tiêu rồi hả? À, lấy cái gì cho chị coi mà ngày hôm qua em quên mất tiêu rồi hả? Ngày hôm qua các chị không có coi được những cái sản phẩm nào. Thì hôm nay các chị cứ nhắn lên, rồi em lấy từng cái một cho khách hàng của mình coi nha các chị nha. Em lấy từng cái một cho khách hàng của mình coi ha. Hello các chị nè. Trong buổi tối ngày hôm nay tình mình like tất cả những kem, serum, thuốc, đủ thứ hết, thực phẩm chức năng đủ thứ hết, cho cái nước hoa, cho cái like ngày hôm nay nha các chị nha. Cho cái like ngày hôm nay. Rồi các chị nhớ chia sẻ live stream giùm em một cái ha. Thì các chị chia sẻ live stream giúp em nha, để lượt view của mình tăng lên. Hiện tại thì bây giờ lượt view của mình 33 đúng không? Dạo này thì lượt view của mình cũng hơi tốt, cho nên khi các chị chia sẻ live stream tới 100 nha các chị nha, em bù luôn cái ngày hôm qua chưa có chơi game ha, thì hôm nay mình sẽ chơi game bù cái ngày hôm qua luôn. Cái phần quà tặng sẽ nhiều hơn ngày hôm qua nha các chị nha. Các chị nhớ chia sẻ live stream giúp em ha. Cái phần quà tặng của mình sẽ nhiều hơn ngày hôm qua, bù cho ngày hôm qua nữa. Rồi, trong tối ngày hôm nay thì mình sẽ like nhiều cái thực phẩm. Hello chị đồ tệ ha. Hello các chị, nhiều cái thực phẩm ở trong này. Đây là cái sản phẩm đầu tiên. Hello chị Hoàng Nhẫn, chị Hoàng Nhẫn có nhắn hồi hôm qua lấy cái gì thì chị cứ nhắn ha các chị ha. Rồi các chị nhớ chia sẻ live stream giùm em nha các chị nha. Các chị nhớ chia sẻ live stream giùm em ha. Đây là một cái hộp thuốc. Cái hộp thuốc này thì có chị rất là nhiều người cần cái hộp thuốc này đó. Nó là thuốc Pharmacy Medicine. Nó là thuốc nha các chị nha. Đây là một cái thuốc nếu các chị bị ngứa nè, các chị bị dị ứng nè, các chị có nước hoa, chị hoa hồng đỏ nè ha, chị có nước hoa hôn hôm nay trễ, đúng rồi, hôm nay tại vì em bận quá, tại vì hàng về phải làm đơn gửi cho khách rồi em đi mua đồ đủ thứ tùm lum tà la hết, cho nên hôm nay like hơi trễ, thì cái like hôm nay em sẽ không có xóa vô ngày mai nữa. Nếu mà các chị có coi lại thì các chị cũng coi được. Còn khách của mình á, bây giờ ở nhà cũng buồn ha, nhiều người thì vẫn còn đi làm, còn người thì vẫn ở nhà trốn dịch, thì các chị lên đây coi live stream cho đỡ buồn nha các chị nha. Rồi đây là cái hộp thuốc mà hôm nay em giới thiệu cho các chị, đó là cái hộp thuốc này, nó là 30 viên dị ứng ngứa ha, các chị bị hắt xì á, sổ mũi hắt xì á, bị viêm mũi dị ứng á, hắc xì này nọ đó, thì mình sẽ dùng cái thuốc này. Hello chị Linh Nguyễn, chị nhận hàng rồi nha, cảm ơn chị Linh Nguyễn nhiều nha, thank you chị Linh Nguyễn ha, cảm ơn chị Linh Nguyễn nè. Các chị nhớ chia sẻ live stream giúp em nha, lượt view tăng lên 100 ha. Mình sẽ chơi một cái game cho cái hộp ngày hôm nay, em có chuẩn bị sẵn rồi. Hello chị Thoa Nguyễn, thì cái hộp này một cái này nó có 30 viên nha các chị nha. Đây là một cái thuốc ngứa nè, giống như là bị dị ứng nè, nổi đỏ nè, mẩn đỏ nè, mình bị ngứa, ngứa khắp người hay là ngứa bất cứ chỗ nào đó, rồi bị viêm mũi dị ứng đó, bị hắt xì, hắt hơi này nọ đó, là mình đều sử dụng cái hộp thuốc này hết nha các chị nha. Cái hạn sử dụng của nó là tháng 1 năm 2022. Thì cái hộp thuốc này giá ở bên mình là 300.000 một hộp ha. Chị nào muốn lấy thì các chị nhắn 300.000 một hộp. Thuốc này có thể dùng cho bé từ 6 tuổi trở lên nha các chị nha. 6 tuổi với tới 12 tuổi á, thì half a tablet là nửa viên nha các chị nha. Try daily là một ngày 2 lần, có nghĩa là một ngày uống một viên nhưng chia ra nửa viên một lần, nửa viên một lần. Đó, thì từ 6 cho tới 12 tuổi. Còn từ 12 tuổi cho tới người lớn á, thì mỗi ngày uống một viên nha. Mỗi ngày uống một viên. Mỗi ngày uống một viên. Thì đây là cái hộp mà thuốc mà các chị rất là cần ha. Thuốc ngứa nè, dị ứng nè, viêm mũi dị ứng nè, ngứa dị ứng, viêm mũi dị ứng nè, hay hắt xì, hắt hơi này nọ đó. Rồi bị giống như thay đổi thời tiết mà mình bị
Có nhiều khách hàng hỏi em là bị dị ứng thời tiết á. Đúng rồi, dị ứng thời tiết á nha các chị nha. Là mình sử dụng cái này hết cho bé từ 6 tuổi trở lên ha. Giá là 300 ngàn một hộp. Một hộp có 30 viên. Chị nào muốn lấy thuốc này thì các chị nhắn giùm em cái, các chị nhắn giùm em là thuốc thuốc ngứa đi ha, thuốc ngứa đi cho nó dễ nha. Thuốc ngứa 300 là được rồi ha. Thuốc ngứa 300. Lỡ mà có sót cái comment của mình ở trên đây thì hồi em kiểm tra lại thì em vẫn có chốt hàng được cho các chị nha. Cho nên các chị nhớ chia sẻ livestream giùm em ha. Thank you chị. May là anh Du đã chia sẻ, cảm ơn chị nha. Các chị chia sẻ livestream ha. Lượt view tăng lên đúng 100 mình sẽ chơi game cho 2 ngày hôm nay luôn, cho 2 cái ngày hôm nay luôn nha các chị nha. Hello chị Châu Nam Phương nè. Chị khỏe không nè? Rồi chị nào lấy cái thuốc này thì các chị nhắn nha. Giá là 300 ngàn một hộp. Mình mua mình để dành ở trong nhà, lúc nào cần thì mình sử dụng. Tại vì cái hạn sử dụng của nó tới năm 2022 lận nha các chị nha. Cái hạn sử dụng của nó còn xa, tới năm 2022 hơn các chị ha. Giá là 300 ngàn một hộp ha. Rất là nhiều khách hàng hỏi em cái thuốc dị ứng thời tiết này, đó là cái thuốc dị ứng thời tiết, thuốc ngứa này nọ đó, tất cả những cái đó là mình đều uống cái hộp thuốc này hết. Nó là hộp thuốc của chemist họ bán cho em cái hộp này nha các chị nha. Họ bán cho em cái hộp này thì em ra em hỏi cái thuốc đó, tại vì rất là nhiều khách hàng của mình hỏi em cái thuốc này á, cho nên em mới ra chemist em hỏi. Thì họ bán cho cái thuốc này nè, giá là 300 ngàn một hộp nha. Giá là 300 ngàn hộp, chị nào lấy thì các chị nhắn giùm em. Cảm ơn các chị rất là nhiều đã chia sẻ livestream ha. Các chị nhớ chia sẻ tiếp tục. Khi mà các chị chia sẻ mạnh nhất trong cái lúc mà lượt view nó đang tăng thì nó mới tăng được lên cái đúng cái số mà mình muốn ha. Để mình chơi game cho cái hộp này. Rồi, thứ hai nữa là em lấy một cái sản phẩm khác. Đó là cái sổ Yun. Cho cái đợt này nha các chị nha. Các chị tranh thủ lúc này các chị mua cái hộp này về để cả gia đình của mình sử dụng nha các chị nha. Để cả gia đình của mình sử dụng. Thứ nhất, cho tôi một hộp thuốc ngứa, em chúc cho chị My Tiên. Chị My Tiên, em có bóc thăm trúng tên của chị My Tiên trúng cái phần quà này. Chị My Tiên có thấy cái chị My Tiên có thấy cái bài post của em không? Chị My Tiên có thấy cái bài post của em không? Tăng chiều cao cho bé 9 tuổi tới 13 tuổi giá bao nhiêu chị Thúy Hằng nè? 9 cho tới 10, từ 6 tuổi cho tới 24 tuổi là tăng chiều cao ly xin màu tím ha. Thì giá ở bên mình là 450 một hộp. Chị nào lấy hai hộp thì giá là 850 nha. Đó là cái hộp tăng chiều cao cho bé, là cái hộp này nè. Chị ơi cho chị Tú Nguyễn ơi. Chị Tú Nguyễn cho Nhung nó xin số điện thoại để có gì nó gọi điện nó chốt hàng cho chị nha. Hôm trước chưa có số điện thoại của chị Tú Nguyễn á. Để chị Tú Nguyễn cho em xin số điện thoại nha. Thank you chị Tú Nguyễn nhiều ha. Có mình xem rồi. Cảm ơn Nguyên. Thank you chị. Cảm ơn chị My Tiên nhiều nha. Chị My Tiên rất là may mắn. Cái ngày hôm đó em ghi cho chị đúng một phiếu một mẹ bóc chúng chị. Nói chung là ngày hôm đó chị đúng là may mắn luôn á. Rồi, đây là cái hộp thuốc tăng chiều cao cho bé. Ở đây em có hai. Từ từ tới sổ Yun này nha. Hôm nay em muốn like cho các chị sổ Yun, nhưng mà để sẵn ở đây chị gì hỏi thì em giới thiệu cho các chị luôn. Nếu các chị có bé con nhà mình mà từ 6 tháng tuổi trở lên cho tới 24 tuổi đều sử dụng được cái sản phẩm này. Đây là một cái loại sản phẩm đặc biệt nổi tiếng ở bên mình. Nhưng mà chị Tú Nguyễn có cho số điện thoại rồi đó, 260 á, Nhung ghi lại số điện thoại nha. Cảm ơn chị Tú Nguyễn đã chia sẻ livestream. Các chị nhớ chia sẻ cực lực cái lúc này á thì lượt view nó mới tăng lên đủ cái số mà mình muốn ha, để mình trúng những phần quà hết phần đặc biệt rất là dễ thương ở Úc của mình. Thì một hộp như vậy là nó là 60 viên. Cái này là 60 viên. Đây là một cái loại nó rất là nổi tiếng ở Úc của mình, của thương hiệu Bio Islands. Một hộp có 60 viên, nó là lysine màu foyon á, là cho bé từ 6 cái viên á, là từ 6 tuổi cho tới 24 tuổi. Còn cái bột là từ 6 tháng tuổi cho tới 6 tuổi nha các chị nha. Thì nếu các chị có bé mà nhỏ thì các chị sẽ lấy cái bột. Các chị có bé mà từ 6 tuổi trở lên thì các chị sẽ lấy cái viên. Đây là một cái loại bổ sung cho bé, nó không riêng gì một thành phần mà nó rất là nhiều cái thành phần ở trong này. Nó có canxi nè nha các chị nha. Nó có protein nè ha. Nó có sắt
nó có kẽm, nó có đủ ở trong này luôn. Nhưng đặc biệt cái yếu tố quan trọng nhất đó là cái canxi, cái protein, cái lysine phát triển chiều cao cho bé đó. Khi các chị hỗ trợ cho bé, chẳng hạn như kéo dài tay dài chân ra thì không nói rồi, cái đó thì không không nói rồi. Nhưng khi mà cái độ tuổi phát triển của bé đó nó bắt đầu nó phát triển cái chiều cao, thì khi ở bên đây nè, có rất là nhiều người qua bên đây 18, 20, 21, 22 tuổi vẫn cao lên được vài cm luôn, chứ không phải nói là riêng 1 cm, nhưng mà rất nhiều người luôn á, chứ không phải là một người nữa. Hello chị Lăng Thị Thúy Triều. Em có gửi đơn cho chị ở trong tin nhắn á, hồi chị Thúy Triều check rồi, ok thì em gửi ship đơn cho chị nha. Thì mình á, mình nuôi con mà liên tục hay sao chị uống chiều cao ấy, uống liên tục luôn. Nếu mình có điều kiện mình cho bé uống liên tục luôn, nó không phải là thuốc, nó không có hại gì cho bé, nó không bị nóng, nó không có hại gì hết. Mình có điều kiện mình cho bé nó uống liên tục thì càng tốt nha các chị nha, thì càng tốt. Thì khi cái độ tuổi phát triển nó tùy theo cái độ tuổi ha, tùy theo cái mức, tùy theo cái độ tuổi phát triển của bé. Thì khi các chị cho bé nó sử dụng cái sản phẩm này nè, đó là nó phát triển cái chiều cao tối ưu cho bé nha các chị nha. Nó có cả cho trí não ở trong này, nó có cả cho mắt, nó có cả cho xương đồ này nọ luôn, đủ thứ luôn. Nhưng mà đặc biệt là cái canxi, nó phát triển cái chiều cao cho bé vượt trội ha. Một hộp như vậy có 60 viên, giá bên mình là 450 một hộp. Các chị lấy một cặp cho bé mình uống luôn thì em sale cho các chị là 850. Đó là cái hộp viên. Còn cái hộp bột á, thì cái hộp bột nó là bằng bột ha các chị ha. Nó là bằng bột, một hộp là có 150 gram nha. Một hộp như vậy là có 150 gram. Ở trong cái hộp bột này nè, thì để em mở ra cho các chị coi. Cái này hồi cho Ly nè nó uống nữa. Để em mở ra cho các chị coi ở bên trong nó sẽ có cái bịch giống như vậy ha. Nó là bằng bột á. Nó là bằng bột. Tại vì những này em cũng đều cho con em uống hết, em có hai đứa. Đỡ ra cho Ly nè nó uống luôn. Vừa bổ não vừa tăng chiều cao. Đó, cái lysine này là bổ não luôn, tăng chiều cao luôn. Nhưng mà nó đặc biệt tăng chiều cao nhất. Nếu chị muốn bé nó bổ não á, chị cho bé nó uống thêm một loại bổ não nữa. Thì đây nó có cái muỗng nhỏ nhỏ dễ thương lắm, cái muỗng rất là xinh dễ thương vậy nè. Thì mỗi ngày mình sẽ cho bé uống một lần, từ 6 tháng tuổi á thì sẽ cho nó uống từ 6 tháng tuổi cho tới 12 tháng á, thì 2 cho tới 3 muỗng này một ngày ha. 1 cho tới 5 tuổi thì 3 muỗng nha các chị nha. 1 cho tới 6 tuổi thì là 3 muỗng. Pha bỏ vô với sữa nè, bỏ vô với nước hơi ấm ấm nè, hoặc là bỏ vô trong cháo cơm đồ này nọ, pha ra pha vô cho bé, hoặc nước trái cây cho bé uống được hết. Thì một muỗng nó sẽ là như vậy, thì các chị pha nó sẽ loãng ra rất là dễ, thơm dễ chịu lắm. Thì một một cái hộp này á thì giá bên mình sale là 550. Chị Nguyễn Thị hỏi quá quyên mặc áo em mặc không có chị, bữa trước em có bán mà bây giờ không còn hàng này nữa. Bữa trước nó có bốn màu luôn á, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu xanh, 7 màu với lại màu xanh nữa. Đẹp lắm, cái áo này đẹp lắm, của Tommy, nhưng mà bây giờ không còn một cái nữa, một cái cũng không có để mà mua cho khách nữa. À em chỉ còn dư hai hai ba cái gì em lấy bị dư size L gì màu xanh đen thôi với màu trắng đó, chỉ có đó thôi. Việt Nam còn 2 cái gì ở đây, còn 2 cái thì size của nó là size L. Việt Nam size gì Nhung? Đó, chị nào muốn lấy tăng chiều cao cho bé thì các chị nhắn nha. Đây là cái bột tăng chiều cao cho bé của mình từ 6 tháng tuổi trở lên. Đây là cái viên nha các chị nha. Đây là cái viên. Nếu các chị có hai con mà đủ cái số tuổi này mà các chị chốt một cặp á, thì 450 với 550 là 1 triệu đúng không? Thì một cặp thì chị cũng chỉ bớt được 50 ngàn thôi. Chị bớt được 50 ngàn thôi. Thì cái giá này là giá sát lắm rồi. Thôi các chị ha, 950 nha các chị nha. Có XS không? Không có size XS nha chị. Lúc trước nhỏ nhất là size S nhưng mà hết rồi. Size S hết rồi, không có size S. Không có size S. Rồi, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các chị đây là cái thuốc sổ giun ở bên mình ha. Đang trong cái lúc như vậy thì ở nhà mình sổ giun luôn. Trắng đen size M và đỏ trắng size L. Không có size S. Còn size M với lại size L thôi. Áo đẹp lắm, áo mặc đẹp lắm mà không không có bán nữa. Đợt đó em bán một đợt 2 ngày đó em bán gần cả 100 cái.
mà hết rồi. Đây là cái thuốc sổ dương ở bên mình ha. Em chỉ bán một loại này thôi. Collagen cho chị chưa em? Có collagen cho chị chưa em? Em có ra mua collagen 5.000 cho collagen biển 5.000 cho chị Trần Quảng Thư mà hết hàng này. Họ order. Họ order thì hôm nay thứ 5. Hôm nay thứ 7, thứ 7 với chủ nhật là công ty nó không làm việc. Thứ hai họ order mới có thì em mới lấy được cho chị nha. Cho chị Trần Quảng Thư được nha, là thứ hai. Nói chung là em sẽ lấy kịp cho chị cái collagen biển 5.000 để cái đợt này ha. Tại vì chưa tới ngày gửi hàng đâu. Thứ tư mới là cái ngày gửi hàng. Cho nên em sẽ lấy được cho chị trước cái đợt hàng này gửi về chung, cho nên chị yên tâm. Người ta bảo có viên uống thanh lọc máu cơ thể, em có không? Viên uống thanh lọc máu cơ thể. Viên uống thanh lọc máu cơ thể em chưa có cái sản phẩm đó ở nhà. Chị Hân Vũ hỏi giùm em cái hình đó. Chị Hân Vũ cho em cái hình, chị Hân Vũ gửi vô tin nhắn cho em để em check, rồi em tìm hiểu cái sản phẩm đó thử coi có good hay không thì em lấy về cho các chị nha. Chị Hân Vũ gửi giùm em cái hình được không, hoặc là chị nhắn giùm em thương hiệu gì á, cái gì á rồi em kiếm cho cũng được. Còn hiện tại thì ở nhà em chưa có. Có gì chị Hân Vũ kiếm giùm em nha. Rồi, cái sổ yun ở bên mình là cái hộp này ha. Đây là cái hộp thuốc sổ yun dạng thanh sô-cô-la. Suốt sổ yun nhưng mà họ sẽ làm thành xanh sô-cô-la. Đây là thuốc sổ yun số 1 của Úc. Một hộp có 4 cái bịch như vậy ha. Một bịch là cho một người. Thì mình sẽ sử dụng được 4 người ở trong gia đình của mình. Nếu các chị có hai bé nhỏ là sử dụng được cho 5 người luôn á. Thì cái hộp sổ yun này là 470.000 một hộp. Hôm nay em sale cho các chị là 380.000 một hộp nha các chị nha. Hộp thuốc sổ yun. Em nói cái công dụng của nó. Khi các chị xài cái hộp thuốc sổ yun này đó, thì nó sẽ có cái công dụng là diệt hết tất cả những loại yun trong cơ thể của mình. Đặc biệt ba cái con yun mà cứng đầu nhất mà tất cả những cái loại sổ yun khác không diệt được á, thì cái này nó sẽ diệt được cho mình những con yun đó. Không chắc là cái sổ yun nào cũng diệt được hết tất cả cái con yun ở trong cơ thể của mình. Thì cái này nó sẽ diệt được ba con yun cứng đầu nhất. Đó là yun móc, yun cứng, yun móc với yun gì đó là ba con á. Tất cả những con kia không nói nhưng mà ba con cứng đầu nhất. Rồi tất cả các trứng nhun nha các chị nha. Các trứng nhun thì các chị chỉ cần sổ một lần thôi. Nếu các chị có kỹ cho gia đình mình á, một năm sau, hai năm sau các chị sổ lại, không cần sổ lại 6 tháng. Đó là cái công dụng của cái hộp sổ nhun số 1 của Úc này nha các chị nha. Đây là cái sổ nhun dạng thanh sô-cô-la. Thì 470 một hộp hồi trước giờ em bán đó. Thì hôm nay em sale cho các chị giá là 380.000 một hộp ha. Một người lớn của mình á, mình sẽ ăn hết một bịch này. Mình ăn như là mình ăn sô-cô-la vậy đó. Sáng dậy mình ăn nha các chị nha. Rồi. Bị ho mãn tính có thuốc ho nào? Bị ho mãn tính có thuốc ho nào khỏi không em? Cho người lớn hả chị Vân Hân Vũ ơi? Cho người lớn đúng không chị? Rồi tới... Từ từ em nói xong cái này đã nha. Cho bé từ 1 tuổi trở lên là sử dụng được rồi ha. 1 cho tới 5 tuổi mà khoảng 10 cho tới 25kg á, thì ăn 1 cho tới 2 thanh. Ở trong này nè, một bịch như vậy nó sẽ có 6 cái ô ha. 1 cho tới 2 ô. Thì còn dư lại mình sẽ cho một bé khác. Rồi từ 6 đến 10 tuổi thì sẽ ăn khoảng 3 cho tới 4 ô. Sau 11 tới 13 tuổi thì 5 ô. Còn người lớn á, là 6. Người lớn á, thì sẽ ăn một cái bịch này nha các chị nha. Thì sẽ ăn một cái bịch này. Thì một hộp sổ yun như vậy á, giá bên mình là 380.000 một hộp. Chị nào lấy thì các chị nhắn. Chị nào lấy nữa thì các chị nhắn nha. Chị nào lấy nữa thì các chị nhắn. Đó là cái đó là cái sổ yun ở bên mình nè. Rồi. Một hộp như vậy dành cho 4 người trong gia đình ha. Thì tính ra một năm mình bỏ ra đâu có bao nhiêu tiền cho một người đâu. Nhưng mà cái này nó tốt nhất. Menorrhagia của Úc sản xuất nha các chị nha. Đây là cái hộp sổ yun của Úc sản xuất. Trong cơ thể của mình khi mà mình ăn uống nè. Không phải nhiều khi mình ăn ở nhà thì sạch sẽ. Nhiều khi mình ăn đồ sống ha. Sushi ha. Rồi bò sống hoặc là tôm hoặc là hàu đồ này nọ đó. Rồi cái...
những cái thức ăn khác mà chẳng hạn giống như nó không có vệ sinh đó, thì trong cơ thể của mình nó rất là nhiều chất giun á, thì mình sẽ sổ nó hết đi. Hoặc là bé nhà mình nó có ốm á, nhiều khi mình nó ăn nhiều mà nó không có mập á, thì các chị sẽ lấy cái này nha. Em chốt cho chị Nga Nguyễn có số điện thoại là 898 ha. Chị Nga Nguyễn qua có bốn người có mua hàng ở bên mình rồi á, một cái hộp sổ giun nha. Thank you chị Nga Nguyễn. Chị nào lấy nữa thì các chị nhắn giùm em ha. Áo Tommy nãy Quyên nói còn mấy cái màu gì Quyên? Áo Tommy hồi nãy em nói là còn màu, nãy Nhung nó nhắn là màu gì nha. Hồi nãy cái áo Tommy con Nhung nó nói là một cái M, một cái M với lại một cái L thì phải, một cái M với một cái L, màu đỏ với màu xanh. Chị nào lấy sổ giun nữa thì các chị nhắn giùm em là sổ giun nha các chị nha, hoặc một hộp giun hay sổ giun gì cũng được. 470 hôm nay em sale còn 380. Có Việt Nam đen trắng và đỏ trắng. Việt Nam là xanh đen với lại đỏ giống em nè, màu đỏ giống em nè, màu đỏ giống em. Ở bên này á thì màu xanh đen là size L, màu xanh đen là size L với màu trắng là size L nha chị Cẩm Tú ơi, nha chị Cẩm Tú ơi. Cô chủ xinh quá, thank you Hoàng Khoa. Mới vừa nói là mới vừa kêu thằng heo, ủa sao bữa giờ không thấy thằng heo nó gọi cho mình. Không biết nó ra làm sao, bữa thằng heo gọi cho mình mới vừa nói chuyện với ba nó xong. Em chốt cho chị Kim Ngân có số điện thoại là 39 nuôi một hộp sổ giun nha. Chị nào lấy sổ giun nữa thì các chị nhắn ha. Chị nào lấy sổ giun nữa thì các chị nhắn. Nếu mà các chị chưa có sổ giun á, hoặc là các chị sổ giun bằng Furakai ở Việt Nam mình á, thì 6 tháng rồi thì các chị mua một cái hộp này về để mình cho cả gia đình mình sử dụng cho nó an toàn cho trong cái cơ thể của mình, cho từ bé cho tới người lớn ha. Đó là cái hộp sổ giun. Gọi hoài không alo, đâu có, có thấy gọi gì đâu mày. Có thấy gọi gì đâu. Chị nào lấy thì các chị nhắn hộp sổ giun nữa nha. Chị nào lấy thì các chị nhắn, các chị nhắn cái hộp sổ giun này ha. Hôm nay được giá special cho nên em mua về nhiều lắm. 53kg là phải size S. 53kg là bằng em nè, bằng em là phải size S. Áo đó em không có bán, em chỉ còn mấy cái đó thôi. Áo này thì giá là 625.000 một cái. 625.000 một cái. Này em chỉ còn dư 4 cái này thôi. Màu xanh đen nè, size L nha các chị nha. Rồi màu trắng 7 màu size L. Còn một cái màu đỏ là size M. Chị có còn 4 cái vậy thôi, chị nào muốn lấy mà vừa với cái ký cái size của mình thì các chị lấy. Còn 4 cái thì em sale cho các chị 600 một cái. 600.000 một cái ha. Chị Kim Ngân một sổ giun nè, thank you chị Kim Ngân. Em có chốt cho chị Kim Ngân rồi, cảm ơn chị Kim Ngân nha. Một sổ giun. Chị nào lấy sổ giun nữa thì các chị lấy sổ giun ha, các chị lấy sổ giun nha. Giữ thiệt. Cái gì giữ? Em giữ hả? Rồi, đây là một cái hộp kem, kem cừu ở bên mình ha, kem cừu ở bên Úc nha các chị nha. Hộp kem cừu Last Spring. Cái này nó có 3 màu, màu cam, màu hồng với lại màu xanh. Mà hai màu kia em gửi về hết rồi. Quyên chốt chị Kim Ngân sổ giun rồi mà. Quyên chốt cho chị Kim Ngân sổ giun rồi nha Nhung ơi. Chốt chị Kim Ngân rồi. Hello chị Huỳnh Lan. Nè, đây là một cái loại, một cái hộp kem mà tất cả mọi loại da, thích hợp cho tất cả cái mọi loại da của mình. Liver Detox giá bao nhiêu em? À rồi, em lấy cho chị Minh Thuận Nguyễn nha. Đợi em một chút xíu, lỡ xong cái này đã hôm nay chị không xem được. Nó đen màn hình, hô hèn chi em không thấy chị Châu Lý đâu hết. Hèn chi em không thấy chị Châu Lý đâu hết trơn. Một cái hộp kem cừu như vậy là 100ml. Đây là một cái loại kem đặc biệt trên thế giới, nó an toàn với tất cả các loại da của mọi người. Thì ở Việt Nam của mình á, thì thường thường á, da nó hay bị khô á,
nó không có mịn, không nó mượt á, thì mình sẽ lấy cái kem cừu này. Nhưng đặc biệt cái kem cừu này nó có cái chất chống lão hóa. Thì nếu các chị không có bị nám, không có bị tàn nhang, cái da của mình bình thường thì mình sẽ mua cái này gửi. Thuốc ho đó có không em cho người lớn? Thuốc ho, khoan khoan, chị Hân Vũ hỏi em là thuốc ho thì em có thuốc ho đó. Nhưng mà hồi nãy chị hỏi em là thuốc ho mãn tính, có nghĩa là ho mà thường xuyên, ho nhiều đúng không? Ho thường xuyên, ho nhiều đúng không chị Hân Vũ? Em có một loại thuốc ho bên này hay lắm mà em không biết. Rồi, từ từ nha. Xong hộp kem cừu này em lấy cho thải độc ngang với thuốc ho cho chị Hân Vũ, đợi em một tí xíu. Thì các chị sẽ xài cái hộp kem này ha. Các chị sẽ xài cái hộp kem này. Cái màu của nó là cái màu kem kem như vậy nè. Mùi thơm rất là thơm. Thứ nhất là nó giữ ẩm nha. Các chị xài cái kem cừu này á, nó đặc biệt nó giữ ẩm cho da của mình, cho cái da của mình nó chống lão hóa, nó trẻ hóa da. Rồi ở trong này nó có collagen nè, nó có aloe vera là lô hội, lanolin là cái chất làm mềm da, với lại vitamin E dưỡng cho cái da của mình mịn mềm, mềm mịn nè, không không có chống cho nhăn da nè, chống cho cái lão hóa của mình. Thì một hộp kem như vậy giá chỉ có 270.000 một hộp thôi ha các chị ha, giá chỉ có 270 thôi. Thì hôm nay em sale cho các chị cái hộp kem này là 250. Chị nào lấy hộp kem cừu thì giá là 250 một hộp nha. Nhiều khi các chị có bé khoảng tầm mười mấy tuổi đó, mà muốn cho nó một xài một loại kem dưỡng da mà không có bị bào mòn cái da, không có bị dị ứng, không có bị nó hại cho cái da của mình, không có sợ gì hết, thì các chị sẽ lấy cái kem cừu này. Ngay cả mình người lớn một chút cũng vậy ha các chị ha. Thì mình sẽ xài, nó có tinh chất nhau thai cừu, nó có avocado oil là cái tinh chất bơ, vitamin E, lô hội, lanolin, nó toàn những cái tinh chất mà thứ nhất là quý hiếm, thứ hai nữa là nó tốt cho cái da của mình, nó an toàn. Thì giá là 250 một hộp kem cừu, chị nào lấy thì các chị nhắn giùm em nha. Chị Hân Vũ lấy cái thuốc ho này nè. Thuốc ho này á, hồi hôm trước không biết cái thuốc ho của Thompson mà thuốc ho của Thompson mà nó là bằng nước, bằng siro á. Hôm trước có một chị khách, ba của chị đó ho rất là nhiều, ho mà không có không có thuốc gì mà ấy được á. Thì chị mới hỏi em, thì em bán cho chị cái siro Thompson đó, có cả cho bé, có cả cho bé, có cả cho người lớn luôn á, mà ba chị xài rất là đỡ. Nhưng mà cái Thompson đó là tốt nhất. Không biết em để nó nằm ở chỗ nào, đợi em một chút xíu em chạy ra ngoài em coi thử nó nằm ở chỗ nào rồi. Cái này nè, kem cừu đó xài ok lắm, sáng da và mịn da. Chị thoa serum vàng xong thoa kem lên ok lắm đó. Cái kem cừu này nè các chị biết không, có nhiều khách á của mình á xài nó xong á không xài qua được một cái gì khác hết, chỉ xài cái kem cừu này thôi, không chịu một loại nào, không có kem cừu này, có kem khác không xài luôn. Chỉ có kiếm kem cừu hết hộp này rồi xài tới hộp khác thôi, không đổi qua một loại kem nào hết, tại vì xài nó dễ á, nó good á, cho nên nó nhiều người người ta toàn xài cái này thôi. Mặc dù nó là một cái hộp như vậy 100ml 200 mấy, nó rất là rẻ nhưng mà nó rất là tốt, thành phần nó tự nhiên. Em giấu cho chị Hân Sport một hộp nha, thank you chị Hân Sport nè. Con bé con của chị Hân Sport 14 tuổi rồi hả? Lớn như vậy. Rồi, thuốc giảm cân đợi em một tí xíu. Chị Hân Vũ á, nếu chị muốn thử cái loại này thì chị thử cái loại này. Một là chị lấy cái này uống, kem bôi rạng da em có bán từ từ nha. Xong rồi chị mua thêm cái hộp kẹo ngậm nữa.
Hợp lý, hôm nào cũng chia sẻ nhiều nhóm, hy vọng lên được nhiều view quá. Cảm ơn chị Lăng Thị Thúy Chiều rất là nhiều nè, cảm ơn chị rất rất là nhiều. Thì cái hộp Ho Thompson này có cả cho bé, có cả cho người lớn ha. Cho bé thì nó sẽ là cái, nó có chữ kiss, cho người lớn thì nó không có chữ kiss, nhưng mà cái này người lớn cũng uống được luôn, nó uống theo cái lượng ml, uống theo cái lượng ml. Thì em sẽ lấy cho chị Hân Vũ là người lớn. À, em chốt cho chị Bông Mây một hộp Chemical Light Spring ha, 250 một hộp nha. Các chị lấy một cặp mà cho ví dụ cho hai người xài, hay là chia cho bạn bè hay là người thân á, thì em lấy cho các chị là 450. Hạn sử dụng của nó là tới năm 2023 lận, cho nên các chị cứ yên tâm ha. Cho nên các chị cứ yên tâm. Rồi, nếu mà chị bị nám nhẹ thì chị xài được, còn chị Thúy Hà Trần bị nám nặng thì chị lấy cái loại khác. Cái này thì nó không có chuyên cho nám, nó không có chuyên cho nám mà nó mờ đi nhiều đâu, cho nên nếu mà bị nám nhiều thì chị sẽ lấy cái loại khác nha. Thì cái hộp thuốc ho này em bán á, nó là của thương hiệu Thompson, nó từ cái Manuka Cough chuyên đặc biệt dành cho ho. Chị lấy về chị uống thử đi, tại vì em bán cái này nhiều lắm, ngay cả bé đi nữa, con Ben á 2 tuổi trở lên, nếu mà cái có bé thì hộp này là 450 một chai nha các chị nha. Giá nó là 450 một chai, một chai nó là 200 ml mỗi ngày. Thuốc ho hay giảm mang, Nhung nó uống rồi nó biết á, Nhung nó có uống cái này rồi nó biết. Mà em bán rất là nhiều cái này, cực kỳ hiệu quả, cực kỳ tốt. Có nhiều chị mua cái này rồi, chỉ mua cái này nữa thôi, không có chịu một cái thuốc ho nào khác nữa hết trơn á. Là cái thuốc ho Thompson hay lắm. Người lớn thì mỗi ngày sẽ uống 7,5 ml một ngày 3 lần. Thì chị Hân Vũ lấy về, có gì em sẽ chỉ cho chị cách dùng. Một hộp là 450, với lại thêm một cái hộp kẹo ngậm ho nữa. Thêm một cái hộp kẹo ngậm ho, kẹo ngậm ho của kẹo ngậm ho, một là Strep siêu 208, hai là 36 viên luôn, hai là kẹo ngậm ho vít 207 một hộp. Thì chị uống này rồi ngậm nữa rất là đỡ, rất là hay. Em chốt cho chị Hân Vũ một chai ho Thompson với lại một hộp kẹo ngậm ho nha, thank you chị Hân Vũ. Rồi, kem cừu chị gì? Cái này là kem mà chị Tuyền Thanh đây. Kem cừu á, thì mình xài mỗi ngày ha. Mỗi ngày 2 lần sáng tối. Không thì xài buổi tối 100 ml. Male Trailer. Từ cái Last Spring giá là 250. Dùng cho mịn màng da của mình nè. Giữ ẩm cho da nè. Chống lão hóa cho da mình. Cho mình cái da mình nó trẻ mà nó thành phần tự nhiên. Nó an toàn cho mọi loại da. Đó. Rồi... khi xài cái này thì cái da của mình nó mịn màng lắm, xài cả trên mặt, xài cả xuống cổ này luôn nha các chị nha, tại vì nó ghi nè cả xuống cổ của mình luôn, mỗi ngày các chị xài mỗi ngày try daily là mỗi ngày 2 lần. Dạ rồi, một hộp ho với một hộp kẹo, thank you chị Hân Vũ. Dưỡng ẩm da cực kỳ tốt, đó là cái kem Vula Spring nha. Các chị mà có con khoảng tầm mười mấy tuổi, mà có nhiều chị không có biết là cho con mình xài cái kem gì á, thì các chị mua thử cái kem cừu này về cho con mình, nó an toàn cho da của mình, ngay cả người lớn lớn tuổi nữa luôn. Rồi, chị Phón Kim một chai ho nha. Nếu các chị có bé con á, thì các chị lấy luôn. Bé từ 2 tuổi trở lên á, cũng 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 xài cái ho này luôn, từ 2 tuổi trở lên cho tới lớn, cho tới người lớn luôn nha các chị nha. Thì 2 tuổi nó sẽ có chữ kiss, còn người lớn em sẽ lấy cho các chị cái hộp mà nó của người lớn, cái chai nó của người lớn. Rồi chị Phón Kim một chai ho nữa, thank you chị Phón Kim. Tới cái gì nữa ta, ho rồi thải độc gan nè, thải độc gan nha. Hôm nay em sẽ big sale cái thải độc gan này cho các chị. Thuốc ho hạng của nó là cái chai thuốc ho này hạn của nó là tháng 6 năm 2021. Thì cái này rồi em ra em mua nữa thì em không biết cái hạn nó có mới không, nó có sai hơn không. Nhưng mà hiện tại cái chai ở nhà em là tháng 6 năm 2021 nha chị nha. Là tháng 6 năm 2021 ha. Rồi, chị Lăng Thị Thúy Triều một chai thuốc ho nha, một chai thuốc ho Thompson. Các chị cũng thử đi, nó hơn hẳn tất cả những cái loại khác á. Đó là cái chai thuốc ho Thompson này á, 450 một chai. Chị Lăng Thị Thúy Chiều một chai ho với một hộp kem cù La Spring ha, 250 một hộp à. Thank you chị. Chị Minh Thuận, chị cái gì Thuận nè. Một chai thuốc ho, em chốt cho chị Cúc Nâu một chai thuốc ho nha. À, các chị nhớ nhắn giùm em là thuốc ho kiss cho trẻ hay là thuốc ho cho người lớn nha các chị nha. Cho bé hay là cho người lớn.
cái bé này người lớn cũng uống được luôn, nhưng mà nó có một cái người lớn không có chữ kiss này nữa, nhưng mà người lớn cũng uống luôn chai này luôn nè. Nó ghi nè, 6-2 cho tới 6 tuổi thì 2,5 ml một ngày 3 lần, 6 cho tới 12 tuổi thì 5 ml một ngày 3 lần, 12 tuổi trở lên thì 7,5 ml một ngày 3 lần cho tới người lớn. Còn cái thuốc ho mà nó không có chữ kiss cho người lớn thì 7,5 ml ngày 3 lần, nó giống nhau. Đó là cái chai thuốc ho của mình về mình sử dụng. Các chị không có nhớ đó. Các chị không có nhớ thì các chị không có nhớ thì các chị cứ nhắn cho em rồi em chỉ cho khi mà các chị nhận được. Nhung ơi, nguyên chốt lại nè, chị Cúc Non một thuốc ho ha, chị Thúy Chiều một chai ho, một kem cừu. Rồi chị Phón Kim một chai ho, rồi chị Hân Vũ một ho với một kẹo. Nguyên không thấy chị Nguyên không có thấy dùm chị tên Thuận. Chị Thuận là hỏi cái thải độc gan mà. Chị Thuận là hỏi cái thải độc gan. Thải độc gan, viên uống mát gan là cái này nha các chị nha. Rồi, chị Linh Nguyễn một cái thuốc ho, một lớn, một nhỏ nè. Chị Linh Nguyễn một chai thuốc ho, một của người lớn với một của nhỏ nha. Chị lấy thuốc ho cho bé. Chị Lăng Thị Thúy Chiều là cái hộp thuốc ho có chữ kiss cho bé nha. Thank you chị. Thank you chị Linh Nguyễn. Rồi, chị Phón Kim là thuốc ho người lớn. Chị Phón Kim là thuốc ho người lớn ha. Nhung chốt cho nó đúng để gửi về cái chai cho nó đúng cho các chị nha Nhung nha. Nghe Nguyên đọc, nghĩa nào mà Nhung không nghe Nguyên đọc mà không có chắc đó, thì nhớ hỏi lại Nguyên để chốt cho nó đúng. Đây là cái hộp viên uống thải độc gan bên này, bên mình. Hôm nay á, em sẽ sale cho các chị cái hộp thải độc gan rất là mềm từ trước tới giờ. Cách đây 2 ngày em có mua một hộp ong chúa mà không thấy chốt hàng vậy chị. Nhung kìa Nhung ơi, 2 ngày không có thấy, Nhung không có chốt hàng. Nguyên còn nợ chị cái ly tặng chị. Rồi, chị Linh Nguyễn nhớ nhắc em trong tin nhắn không em? Không là em không nhớ đâu. Chị Cúc Nâu là thuốc ho người lớn nha Nhung nha. Chị Cúc Nâu là thuốc ho người lớn. Nhung nhớ nhắc Nguyên là cái sorry, chị Linh Nguyễn nhớ nhắc em vô trong tin nhắn. Không có thấy nick chị đặt luôn, bị ẩn đó. Ai chị rồi, cái này là 720.000 một hộp ha. Cái này là 750, hôm nay em chị sale được giá tốt nhất có thể. Thì mỗi cái sản phẩm của mỗi tối đặc biệt á thì em sale tốt nhất có thể là chỉ có được là 720.000 một hộp thôi. Đó là cái Liver Detox 200 viên của thương hiệu Sweet. Các chị biết cái này, chị Nguyễn Thị Bích Hằng. Chị Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyên không thấy gì hết. Có gì hồi check lại tin nhắn, rồi có gì Nguyên chốt trong tin nhắn hoặc là gọi điện cũng được Nhung ơi. Nếu mà bị ẩn không có thấy á, Đây là cái hộp thải độc gan bên mình. Nóng Đông Cô có gửi về cho chị 3 bịch có nha chị Cô Binh ơi. Nhung ơi, Nhung chốt cho chị Cô Binh 3 bịch nấm. Có, lúc nào em cũng có nấm hết á. Các chị mà cứ ăn nấm các chị cứ nhắn. Lúc nào em cũng có nấm hết á nha. Chị Cô Binh 3 bịch nấm, thank you chị. Rồi, thải độc gan. Đây là một loại sản phẩm cần thiết nhất cho gia đình của mình. Chị Diệu Hiền có giảm cân không em? Xong này rồi em lấy giảm cân cho. Thải độc gan của thương hiệu Sweet hôm nay em sale cho các chị là 720.000 một hộp. Chị Nguyễn Lâm Bích Hằng. Nhung ơi, Nguyễn Lâm Bích Hằng chứ không phải là Nguyễn Thị Bích Hằng. Chị Nguyễn Lâm Bích Hằng nha. Chị Nguyễn Lâm Bích Hằng lấy cái gì em cũng chẳng thấy nữa. Viên uống mát gan nè, giải độc gan số 1 của Úc, của thương hiệu Sweet. Cái này nó có một hộp 120 viên. Với lại cái này là 200 viên. Kẹo ngủ giống như bên Mỹ em không có, ở bên Úc không có đâu. Ở bên Úc không có. Nó là làm từ cái cây kế sữa đó các chị. Cái cây kế sữa là cái hoa màu tím tím, cái bông của nó tím tím là cái nhụy của nó màu trắng trắng á. Chị Lâm Thị Bích Hằng là lấy sữa ông chúa. Chị Lâm, sorry. Để coi lại. Nguyễn Lâm Bích Hằng là lấy sữa ông chúa nha. Rồi, cây kế sữa là một loại sử dụng như là một cái loại mà bổ gan á. Với ở trong này nó có tinh chất nghệ á các chị. Nó có tinh chất nghệ ha. Nó hỗ trợ sức khỏe cho gan. Làm cho mát gan. Thải độc cho gan. Nó chứa bột nghệ trong đây với cây kế sữa, nó chống lại những tác hại mà gây không có tốt cho cái gan của mình á.
Chị Châu Lý xin dùm số điện thoại nha chị. Rồi, nó làm chậm quá trình lão hóa của gan nha các chị nha. Làm chậm quá trình lão hóa của gan. Đặc biệt cho người hút thuốc, cho người uống rượu. Mình tiếp xúc với khói bụi, thuốc lá. Rồi, mỗi ngày môi trường của mình ô nhiễm này nọ, khói xe đồ này nọ đó. Thì mình mua cái thuốc, cái thải độc gan này về. Để mình thải độc, ít nhất là các chị uống một viên nha. Em bán nhau thai cừu hũ vàng không? Đậu nành bao nhiêu tiền? Nhau thai cừu màu vàng là cái nào ta? Da mặt chị hôm nay không sáng. Rồi hồi tàn nhang hai bên má chị đang xài Aero ngày đêm, em tư vấn chị xài và uống thêm gì nha Quyên. Rồi chị Hằng bo đợi em một tí xíu nha. Xong cái hộp thải độc gan này để nha các chị nha. Nó đài thả, nó đào thải cái độc tố cho gan của mình, thanh lọc cho cơ thể, thanh lọc cho cái gan, làm cho mát gan. Thì các chị mua cái hộp này về, một hộp như vậy là 200 viên nha các chị nha. Giá ở bên này là hai, giá ở bên mình hôm nay là 720.000 một hộp thôi. Cái này nó rất là đắt tiền. Chị nào muốn lấy thì các chị nhắn ha. Hạn sử dụng của nó là tháng 12 năm 2022. Đây là cái hạn sử dụng mới nhất của thải độc gan ở bên mình. Đây là cái hạn sử dụng mới nhất của thải độc gan bên mình. Giá là 720.000 một hộp thôi. Cái này nó có 120 viên với 200 viên. Thì cái này là 200 viên nha các chị nha. Cái này là 200 viên ha. Chị nào lấy thì các chị nhắn giùm em nha. Chị nào lấy thì các chị nhắn giùm em. Của thương hiệu Sweet ha. Đây là cái thải độc gan số 1 của Úc. Nãy chị Minh Thuận Trần, chị Thuận gì có lấy thì chị lấy nha. Các chị nhớ cái này là đáp, gần như double cái hộp bình thường. Nó là 200 viên lận ha các chị ha. 750 hôm nay em sale cho các chị 720 tại em mua một thùng lận. Chị nào lấy thì các chị nhắn nha. Thải độc gan hạn mới nhất tháng 12 năm 2022. Vô tư để mình uống cho tới lúc đó luôn. Còn tới cả gần 3 năm lận. Còn tới cả gần 3 năm lận. Thì các chị lấy cái này, nguyên một hộp, các chị cứ nhìn cái sản phẩm của nó. À chị Minh Thuận Nguyễn nè, em chốt cho chị Lucky Dream một hộp thải độc gan. Chị Minh Thuận Nguyễn một hộp thải độc gan. Chị nào lấy nữa thì các chị nhắn. Cái này, giá bao nhiêu chị Su Nam Phương là 720.000 nha các chị nha. Chị Bộ Lan Không Trên kệ bao nhiêu ạ? Chị Long, Bảo Long ơi, Bộ Lan Không Trên kệ giá ở bên mình là 2.700.000. Uống chung với hai anh Thảo được. Uống chung với tinh dầu hoa anh Thảo được. Các chị uống có thể 5-7 thứ được, không sao hết á. Các chị có thể uống 5-7 thứ được. Số điện thoại chị Minh Thuận Nguyễn là 460 ha. Thank you chị Minh Thuận Nguyễn nha. Chị nào lấy nữa thì các chị nhắn ha. Thải độc gan ở bên mình 720 một hộp ha. 720.000 một hộp. Cái này nha các chị nha. À, nấm ngon lắm, nấm ngon lắm, nấm ngon mà không tả luôn. Rồi lên giảm cân đợi em một tí xíu. Mỗi ngày mình sẽ uống 2 viên vào ban ngày ha các chị ha. Đặc biệt là phải sau ăn nha các chị nha. Ăn xong mới được uống. Các chị nhớ là ăn xong mới được uống. Nó ghi là mình phải ăn xong mới được uống. Tùy theo sản phẩm, có thể trước ăn sau, ăn lúc nào cũng được. Nhưng sản phẩm này là phải ăn xong mới được uống. Mỗi ngày mình uống 2 viên, cả gia đình mình luôn. Ông xã rồi cả gia đình luôn nha. Lấy giảm cân phải không? Lấy giảm cân rồi em lấy nấm cho các chị coi. Nấm loại này nè. Đây là cái bịch nấm ở bên mình này. Bịch nấm này là 150g một bịch. Cái này là nấm đông cô sấy khô. Giá là 270.000 một bịch. Các chị lấy 2 bịch thì giá là 490 cho 2 bịch nha các chị nha. 490 cho 2 bịch. Đây là một cái loại nấm mà các chị có biết, các chị có biết tới cái này á, hoặc là các chị chưa ăn thử bao giờ thì các chị ăn thử một lần. Em chốt cho chị Vữa trái cây Việt Tuyền một hộp thải độc gan nè. 720.000 nè, thank you chị Vữa trái cây Việt Tuyền. Một bịch như này á, nó có 150g. Đây là đặt hàng của Costco. Còn bình thường cái công ty của nó là DJ&A này á, cái bịch của nó là chỉ có 65g thôi, 65g thôi. Nhưng mà Costco nó đặt hàng riêng, Costco là nó bán hàng là chỉ có là hàng khủng thôi. Cho nên nó đặt mỗi lần là pallet, nó chỉ làm riêng cho Costco. Nó mới có cái lượng là 150g, là cái bịch lớn, là cái bịch lớn nhất ở Úc của mình. Mineral là của Úc sản xuất. Đông cô sấy khô ha. Đây là cái nấm đông cô sấy khô. Sẵn ở đây em lấy nấm xong rồi ra lấy cái giảm cân nha. Các chị chờ em một phút giảm cân. À rồi kem bôi rạng da nữa. Đợi chút xíu. Từ từ từng cái một. Một cái tai nấm đông cô như vậy
họ đã tẩm ướp đồ này nọ xong xuôi hết rồi, chín xong xuôi hết rồi, mình chỉ mở ra cắn ăn thôi. Thì khi các chị cắn cái nấm này nè thì nó giòn, nó thơm mà nó béo, một cái vị đặc biệt đặc trưng của này, không có cái loại nào mà ăn nó giống hết á. Các chị ăn bánh, các chị ăn kẹo, ăn nếch, ăn gì nó cũng không giống như cái loại này. Nó cũng không giống như cái nấm đông cô mà khô mà các chị ngâm cái nở ra để nấu gì đồ chay đồ đồ đâu, nó cũng không giống luôn. Ăn cực kỳ ngon, ăn mà mình không tưởng tượng được là mình đang ăn cái miếng nấm nó thơm nó ngon giống vậy đó. Thì chị nào có ăn qua rồi thì các chị biết rất là nhiều khách của mình ăn cái bịch này rồi, còn nếu mà mình chưa ăn thì mình chốt thử cái bịch này về mình ăn thử cái bịch nấm nha các chị nha. 270 ngàn, 270 ngàn một bịch, hai bịch thì giá là 490. Rồi em chốt cho chị Vựa Trái Cây Việt Tuyền hai bịch nấm đông cô sấy khô ha, nấm đông cô nha. Chị nào lấy nữa thì các chị lấy, nó 150 gram, ở trong nó nhiều lắm, ở trong nó nhiều lắm, thì mình lấy mình ăn cái này. Hồi nãy chị cô Vinh chốt ba bịch đó, hôm nay like không báo gì hết. Không báo gì, đúng rồi, em cũng không biết nữa, tại vì nó bị Facebook nó các chị cứ canh like của em 7:30 hoặc là 8 giờ tối ha các chị ha. Các chị 7:30 không thấy thì các chị cứ đi làm gì làm, đợi tí xíu khoảng 8 giờ. Khoảng 8 giờ thì em lên. Mỗi tối mình tự lên search nguyên hàng Úc xách tay nha. Lỡ mà trên line không thông báo cho em cũng biết đường nào mà mò dưới Facebook hết. Chị Lê Minh Trang hai bịch nấm ăn ngon lắm. Cảm ơn cái feedback của chị Lê Minh Trang nè. Cảm ơn chị. Rồi chị Nguyễn Thị Cẩm Tú một thau mì trắng đen với một bảy màu size L. Rồi ok, xanh đen á. Cái đó là xanh đen á, một cái áo Tommy xanh đen với một cái áo màu trắng bảy màu size L với hai bịch nấm đông cô. Thank you chị Nguyễn Thị Cẩm Tú nè. Chị nào lấy nấm đông cô sấy khô nữa thì các chị nhắn nha. Các chị nhắn để cái bịch này mình mua về nhà mình ăn thử. Lâu lắm rồi em không có like nấm, hồi hồi mà Tết em mang về nguyên một thóp nấm luôn. Bán sạch sẽ không còn bán mà bị thiếu nấm luôn á. Cái phải phải gửi thêm qua cái bịch nhỏ luôn. Chị nào lấy nấm nữa thì các chị nhắn nấm nha. 490 ngàn cho hai bịch. Thuốc giảm cân ha. Để em lấy cái thuốc giảm cân cho các chị nha. Thuốc giảm cân. Đây là một cái loại giảm cân đốt mỡ, áo bảy màu còn không, áo bảy màu hết rồi. Có một cái một à, không có còn nữa đâu, không có còn nữa đâu, không có đâu nha chị Akari, tại vì em chỉ còn mua nó dư hai ba cái vậy thôi. Rồi chị Cẩm Tú chừa chứ cái size thì chị lấy thôi, áo không còn nữa. Em muốn lấy cái áo này về bán lắm nhưng mà vừa đi nó bán sạch sẽ không còn cái nào hết. Em ơi chị bị đau khớp gối tư vấn cho chị bông mai đợi em một tí xíu nha. Xong cái này đã. Rồi, đây là cái giảm cân ở bên mình. Cái giảm cân này hồi trước giờ em vẫn bán cho các chị, giảm cân đốt mỡ. Thì ở đây em chỉ còn 6 hộp thôi. Ở đây em chỉ còn 6 hộp thôi ha. Chị xem chị đâu có bán đâu. Chị Cô Bin lấy thêm một bịch nữa là chốt cho chị Cô Bin 4 bịch nấm nha. Thank you chị Cô Bin. Giảm cân đốt mỡ ở bên mình thôi các chị ha. Chị Akari mặc size mấy, Nhung nó hỏi chị mặc size mấy kìa. Hình như là chị là mặc size S giống Nguyên á. Hình như là chị giống Nguyên mà size S thì phải, nhớ nhớ chị mua nhiều lần rồi. Một hộp này có 60 viên nha các chị nha. Size M Nhung ơi, size M. Hình như còn một cái áo màu đỏ size M. Phải không Nhung? Một hộp có 60 viên. Đây là một cái loại nó làm từ cái cà phê xanh đó ha, giúp cho mình đốt những cái lượng mỡ thừa. Chẳng hạn như mỡ bụng, những lượng mỡ thừa trong cơ thể thì nó giúp cho mình giảm cân nè. Cho cái cơ thể của mình săn chắc nè, nó đốt cái lượng mỡ thừa, giảm cân đốt cái lượng mỡ thừa ha các chị ha, giúp cho mình giảm cái cảm giác thèm ăn khi mà mình uống cái viên này trước cái bữa ăn của mình khoảng nửa tiếng. Thì một hộp nó có 60 viên, mỗi ngày mình sẽ uống hai viên, một viên trước bữa ăn trưa rồi một viên trước bữa ăn chiều tối chẳng hạn, trước cái bữa ăn chính của mình đó. Thì là cái hộp này giá bên mình sale là 550 một hộp nha các chị nha, 550 ngàn một hộp. Nếu các chị muốn hiệu quả nhất các chị mua thêm một cái hộp trà giảm cân ở bên mình nữa, đó là cái hộp trà giảm cân của Healthy Care. Đây là cái Diet Tea,
Nói trà giảm cân chứ đừng khinh thường, cái này hơi bị hay. Cái trà giảm cân này hơi bị hay. Lựa view 91 ngày kìa các chị. Các chị đáng chia sẻ livestream lên 9 nữa thôi. Lên 9 nữa thôi. Là được 100 rồi. Em chốt cho chị Liêu Hoàng, có số điện thoại là 8632 bịch nấm nha. Thank you chị Liêu Hoàng. Chị nào lấy nấm nữa thì các chị nhắn, thank you chị. Rồi Nhung ơi, hồi nãy Nhung nhớ ráng tranh thủ mà tối chốt xong mà khách mới thì qua ngày mai Nhung gọi điện nha. Nhung gọi điện chứ không, nhiều khi khách không thấy gọi điện, khách lại tưởng mình không chốt á, nhưng mà thực chất là có. Thì một hộp này là cái hộp trà. Hộp này là cái hộp trà. Khi các chị uống cái giảm cân đúng mỡ, các chị uống thật là nhiều nước, cộng với chế độ mình ăn giảm lại lượng tinh bột, giảm lại lượng đạm đồ này nọ đó, cộng vô đó mình ăn trái cây, rau, củ, quả đồ này nọ, nó xuống ký cho mình rất là nhiều. Đó là cái giảm cân. Thì nó sẽ có một cái loại trà nữa, thay vì mình uống nước ngọt, thay vì mình uống những cái sản phẩm khác, mình sẽ thay vô uống cái gói trà này. Cái gói trà này nó làm cho mình rất là muốn uống, rất là ngon, nó thơm, nó hơi chua chua, nó thơm thơm, nó hơi chua chua, uống rất là ngon. Nhưng mà nó làm cho mình ăn mà không có mập á, khi mà mình ăn vô nó không mập, giúp cho cái eo của mình nó thon thả, giảm cân, đai đẹp. Thì nó là cái túi ở trong này ha, mình pha với lại 200ml nước nóng rồi mình để nó hơi ấm ấm mình uống, hoặc là các chị để nguội bỏ đá vô uống bình thường, uống trước bữa ăn của mình nửa tiếng cho tới một tiếng, mỗi ngày một cho tới hai gói, cũng hai gói luôn giống như cái kia. Thì cái này giá là 380.000 một hộp trà giảm cân. Chị nào lấy một bộ á thì giá là, chị nào lấy một bộ thì giá là 500, giá là 850 một bộ nha các chị nha. Các chị muốn lấy một bộ trà giảm cân với lại viên uống giảm cân đốt mỡ thì các chị sẽ lấy cái này. Đây nó an toàn cho cái cơ thể của mình ha. Khi mà các chị uống trà không có vấn đề gì hết. Rồi cái viên uống giảm cân đốt mỡ này cũng vậy, an toàn cho cái cơ thể của mình, không có sợ bị gì hết. Đó là Merosella của Úc sản xuất nha. Chị nào muốn lấy cái bộ giảm cân thì các chị lấy nguyên bộ thì giá là 850 một bộ. Nguyên bộ thì giá là 850 một bộ nha. Còn một cái á, thì các chị sẽ xài riêng, các chị sẽ xài riêng 550, 380. Chị Diệu Hiền một bộ giảm cân nè, vừa viên uống giảm cân đốt mỡ, vừa cái trà giảm cân ha, diet tea của Healthy Care, tất cả là của Úc sản xuất hết nha các chị nha. Chị Diệu Hiền cho em xin số điện thoại. Chị nào lấy cái bộ giảm cân này nữa thì các chị lấy. Rồi Nguyên ơi qua 100, Nguyên ơi qua 100 chơi game. Rồi chưa tới 100, để qua 100 để chơi game nha. Hứa là chơi game các chị nhớ nhắc, không lại em quên nữa. Chị Minh Thuận Nguyễn một bộ giảm cân nè. Chị Nguyễn Nhàn gửi cho chị mắt kính lão. Em chị không lấy kem đen nghe em. Em chị không lấy kem đen nghe em. Ok chị Nâu Thị Đỗ ha. Rồi cái xả cho chị Nâu Thị Đỗ cái kem đen ha. Chị Nguyễn Nhàn là gửi cho chị mắt kính lão 700 một bộ. Một bộ có 3 cái, 2 độ 75 đúng không? 2 độ 75. Ok chị Nguyễn Nhàn nha. Chị Diệu Hiền có số điện thoại 051, thank you chị. Các chị lấy nữa thì các chị lấy ha. Cái này thì nó đang cháy hàng á, chắc là biết sao dịch á, cho nên ở nhà ăn dữ quá, người ta mua cái này nhiều hay sao á. Bình thường lúc nào cũng có đầy dậy hết mà nó đang cháy hàng hết hàng luôn. Em để dành được ở nhà có 6 cái nè. Gửi chung với Siro 4K luôn. Chị đừng có để hàng trả về của em nữa nha. Chị để hàng trả về của em á là em trả tiền ship 2 chiều á, là bằng cái tiền lời mà em bán cái hộp đó luôn á. Chốt nha chị Nguyễn Nhàn thêm hộp serum 24K thì hai cái đó hồi gửi chung đơn hàng nha. Thank you chị. Rồi. Đó là cái này nha. Rồi họ sản phẩm gì nữa nha. Có rạn da không? Rồi chị Ngân Huỳnh là cái rạn da là bio oil á. Cái rạn da là bio oil, rạn da là bio oil. Nó mờ đi không biết nó nằm ở chỗ nào rồi. Cái rạn da bio oil không biết nó nằm ở nhà đâu á. Không biết nó nằm chỗ nào. Chị Liêu Hoàng có số điện thoại là 863 một bộ giảm cân nha. Thank you chị Liêu Hoàng. Chị Vựa trái cây Việt tuyền một bộ. Vậy là em còn hai thôi.
Vậy là em còn hai bộ thôi. Mua giúp chị áo ngực nha, size 38, áo không cộng đệm. Cái đó thì em mua được nhưng hiện tại á, hơi khó. Tại vì á, shop nó đóng cửa hết trơn rồi. Mình không có đi được tới shop để mà mình lựa. Chị Thu Hiền phải đợi qua dịch khi nào mà người ta mở cửa lại hết á, thì em mới đi mua cho chị được. Thì em mới đi mua cho chị được. Chứ đóng cửa hết trơn rồi, có mở cửa đâu mà đi lựa. Nike nè, Adidas nè, Puma nè, này nọ. Nói chung là tất cả những shop mà quần áo đồ này nọ là nó đóng cửa sạch sẽ. Bắc Kính là đóng cửa sạch sẽ giống như Việt Nam của mình vậy đó. Là không còn một cái shop nào mà mở hết. Em chốt cho chị Lê Minh Trang một bộ giảm cân nữa ha. Chị Lưu Hoàng em quá chốt rồi. Thank you chị Lưu Hoàng. Vậy là 5 bộ, vậy là còn một bộ nữa là hết. Là hết cái đó, khi nào có hàng lại rồi em lấy sau. Nhưng mà hiện tại thì hôm bữa em đi thì nó không có còn hàng nữa. Rồi, đây là cái lăn nách ở bên mình nha các chị nha. Chị nào muốn xài cái lăn nách mà giữ cho dưới vùng cánh tay của mình 48 tiếng đồng hồ á, nó thơm tho, không có bị mồ hôi ra ướt áo, không có bị mùi mồ hôi khi mà mình đổ mồ hôi mà nó có cái mùi nó có cái mùi mồ hôi ha. Có nhiều người mồ hôi thì bình thường, có nhiều người mồ hôi thì nó có mùi lắm, mùi nó nặng lắm. Thì mình sẽ xài cái này. Có nam có nữ có nha các chị nha. Hôm nay em sale thẳng luôn là nữ là 200 ngàn một cái ha, nam là 220 ngàn một cái. Thì này là lăn nách sáp của Mỹ, nó màu tím, mùi thơm của nó có mùi thơm của phấn nữa, nó có mùi thơm của hương phấn nữa. Thơm, rất là thơm mà rất là dễ xài. Mình xài nó không có bị ướt ướt khó chịu ở dưới cái vùng cánh tay của mình, tại vì nó là sáp. Mình xài bao lâu, mình xài bao nhiêu thì mình vặn lên bấy nhiêu nha các chị nha. Cái này thì hôm nay em sale cho các chị là 200 ngàn một cái. Chị nào muốn lấy thì các chị lấy. Một cái này mình xài cả nửa năm, cả nửa năm, cả năm trời mới hết. Lâu lắm. Lâu lắm mới hết, mỗi ngày xài ha. Trước khi đi ra đường, đi chợ, đi uống cà phê hay là mình đi làm gì này nọ đó. Thì mùi nhẹ, mùi thơm nhẹ, dễ chịu lắm. Rất là dễ chịu. Mà nó giữ cho mình 48 tiếng đồng hồ. Protect cho 48 tiếng đồng hồ dưới cái vùng cánh tay của mình, không có bị đổ mồ hôi ướt áo nè. Có nhiều khi mình mồ hôi nhễ nhại á, có nhiều người mồ hôi nhiều giống ông xã em á, nhiều khi giống như là mồ hôi ổng lúc nào cũng đầm đìa hết, mồ hôi đầm đìa luôn á, thì nó ra nhiều quá rồi ướt hết cả áo cánh tay. Nhiều khi mà mình không có ở trong máy lạnh mà mình phải đi ra ngoài á, thì các chị sẽ xài cái này, ngay cả ở nhà mình cũng xài. Nhưng cái này á, nó là có một lớp, nó có một cái công dụng là mình xài nó đỡ cho cái nách của mình nó bị sạm á, đỡ cho cái nách của mình nó bị sạm á nha các chị nha. Nó đỡ bị sạm, với lại nó trắng cái vùng dưới cánh tay của mình á. Là cái công dụng của nó là powder face, nó là cái thành phần của tự nhiên á, mà mùi thơm dễ chịu lắm. Thì 200 ngàn một cái của nữ nha. Còn các chị xài, các chị muốn lấy cho người nhà của mình, cho ông xã hay cho con trai của mình đó, thì các chị lấy của nam á, thì cái này uống kết hợp giảm cân, giảm được mấy ký nè. Khi các chị uống cái bộ giảm cân này, các chị nhớ á, thứ nhất á, là mình uống nhiều nước. Thứ hai á, là các chị sẽ giảm tất cả những cái lượng, chẳng hạn như là thịt thà, buổi sáng mà mình có ăn tô phở, tô bún hay gì, mình giảm lại. Mình giảm lại nha các chị nha. Rồi mình thay vô đó các chị ăn thiệt là nhiều rau. Các chị ăn nấc, cái hạt nấc đó, những cái hạt nấc. Rồi các chị ăn rau củ này nọ đó. Người uống nhiều nước vô. Không ăn buổi tối trước khi đi ngủ. Các chị thèm các chị cũng phải không có được ăn cái giống như là sau 7 giờ tối á. Thì các chị sẽ giảm được nhiều tùy theo cơ thể của mỗi người. Không chắc là các chị 1 ký, 2 ký, 3 ký, 4 ký này nọ, nhưng mà không có chắc là các chị xuống hết bao nhiêu đó ký. Nhưng khi mà các chị làm theo y như em rồi, mình siêng thêm một chút nữa, mình có tập gym hay tập thể dục tại nhà cũng được, thì các chị sẽ giảm xuống được nhiều hơn nha các chị nha. Là cái bộ giảm cân của mình. À, tùy theo cơ địa của mỗi người nữa. Bây giờ em đâu có thể nói chị uống cái đó là chị phải xuống 3 ký hay 4 ký hay 5 ký. Thì cái lỡ chị không xuống rồi là không có xuống được cái ký đó mà chị xuống có 2 ký, kêu Quyên ơi sao em nói tới 4-5 ký mà chị xuống được có 2 ký, thì cũng không được. Cho nên phải tùy theo cơ địa của mỗi người nữa.
Nhưng mà cái đó là cái loại mà trước giờ em bán, cái loại nó nổi tiếng ở Úc là cái giảm cân đốt mỡ, nó có cái công dụng nó good. Thì tùy theo cơ địa nha các chị nha, mình cố gắng mình làm theo cái cách mà của em nói cho các chị. Rồi chị liêm chân là một bộ ha, một bộ giảm cân thank you chị bông mai một cái lăn nách tím đúng không chị? Lăn nách tím là cho nữ, các chị nhắn là lăn nách tím cho nữ hoặc là lăn nách cho nam nha. Lăn nách cho nam cái mùi thơm dễ mang, thơm mới là thơm, lăn nách cho nam mùi thơm dễ chịu, mà cái mùi thơm của nó mạnh mẽ hơn của nữ, nó quyến rũ hơn của nữ nữa. Đó là của nam. Cái bộ giảm cân này là một cái giảm cân đốt mỡ là 550 ha, trà giảm cân là 380, các chị kết hợp đi, một bộ trà với lại cái giảm cân thì giá là 850 một bộ thôi. Chị Bích Hạnh chốt một lăn nách tím nè, thank you chị Bích Hạnh. Chị Châu Lý một lăn nách tím hương hoa lavender, thank you chị Châu Lý. Lăn nách nữ bao nhiêu? Lăn nách nữ 200 một cái, 200 cái. Lăn nách nam 220 cái. Các chị lấy một cặp thì tính 400 cho nó chẳng. Chị Thúy Chiều một lăn nách nữ tím ha. Chị Liên Nguyễn Thị Thu cho em xin số điện thoại một chai lăn nách tím của nữ nha. Thank you chị Liên Nguyễn Thị Thu nè. Chị Bông Mai một lăn nách nữ ha. Chị Bông Mai một lăn nách nữ nha. Chị Bích Hạnh chị gì? Bích Hạnh lăn nách rồi chị Bích Hạnh một lăn nách nè. Rồi chị Bông Mai một lăn nách nữ, chị Vựa Trái Cây Việt Tuyền một lăn nách nam, chị Bích Hạnh là lăn nữ nữ thank you chị. Rồi chị Liêu Hoàng nè, chị Liêu Hoàng là còn bịch ngũ cốc không? Cái bịch ngũ cốc mà ăn sáng đúng không chị? Bịch ngũ cốc ăn sáng có đó. Cái đó em mua được bịch ngũ cốc ăn sáng mà 410.000 một bịch là còn á. Chị Liêu Hoàng có muốn lấy thì còn nha, bịch ngũ cốc 410.000 á. Đó là cái lăn nách ở bên mình. Chị Lăng Thị Thúy Triều một, chị Liên Nguyễn Thu Thu một lăn nách nữ có rồi, Quyên có chốt rồi mà. Nhung có nghe Quyên đọc không vậy? Nhung có nghe Quyên đọc không? Khi nào mà Nhung nghe không rõ Quyên đọc thì Nhung nhớ nhắn nha. Khi nào mà Nhung không nghe rõ Quyên đọc thì Nhung nhớ nhắn. Nhung nhớ nhắn để Quyên đọc lại. Không thì nếu mà tin nhắn nó bị ẩn á thì cuối live em check lúc nào bây giờ á, em sợ tin nhắn nó bị ẩn không chốt được cho khách. Cuối live em cũng check lại, em check lại cho các chị rồi em nhắn cho các chị vô trong tin nhắn. Chị Vựa Trái Cây Việt Tuyền là một lăn nách nam rồi, ok chị Liên Nguyễn Thị Thu có số điện thoại là 244 đuôi á, một cái lăn nách nữ tím là thank you chị nè. Chị Liêu Hoàng một bịch ngũ cốc ăn sáng 410.000 một bịch nha Nhung nha. Em có thuốc loại em có loại thuốc trị mụn cốc không? Bữa có một khách hỏi em rồi mà em quên. Chị mụn cốc thì em phải đi hỏi cho, để em đi hỏi Nhung ơi. Nhung nhắc là đi hỏi thuốc trị mụn cốc ở nhà em thì không có, nhưng mà em nghĩ là hình như là có thì phải, để em đi hỏi. Chị Nguyễn Nhàn em có chốt cho chị rồi, một cái kính lão 2,75 độ với lại một cái chai serum vàng 24k bữa bị trả về đúng không, là gửi cho chị đúng không, ok chị. Rồi, hồi nãy đầu live á, em nhớ có một chị gì mà hỏi là bị khớp á, bị xương khớp, đau khớp á. Chị Bông Mai thì phải, em quên mất, bây giờ em mới nhớ lại ha. Chị ở đâu vậy? Chị Tâm Bùi ơi, em sống ở Úc nha, em sống ở tiểu bang Sydney. Thì ở Úc á, thì nó có hai cái tiểu bang lớn nhất đó là Melbourne với lại Sydney. Từ Melbourne với Sydney nó sẽ cách là khoảng tầm 12 tiếng lái xe. Bay thì tiếng máy thôi, nhưng mà lái xe thì 12 tiếng. Đó là hai cái thành phố lớn nhất ở Sydney, ở Úc. Thì ở Sydney là cái chỗ mà đắt đỏ nhất trên trên nước Úc của mình. Chẳng hạn cái gì nó cũng đắt đỏ hơn những chỗ khác hết. Nhà cửa ha, mình mua nhà cửa cũng đắt nè. Nói chung là tất cả những món đồ ở đây á, nó sẽ đắt hơn chỗ khác. Ngay cả gửi hàng về nó cũng đắt hơn nữa. Cho nên đồ của mình á thì khoảng tầm em nhận đồ rồi chị. Cảm ơn chị Trần Quỳnh Anh, thank you chị về nhớ kiểm lại, tại vì mình nhìn của mình có nhiều món, chị kiểm lại cho nó đủ cái hàng của mình là ok rồi. Kính độ một kính lão là 1 độ 75 nha Nhung ơi. Chị Nguyễn Nhàn kính lão là 1 độ 75 chứ không phải 2 độ 75. Chị Vựa Trái Cây Việt Tuyền, con chị du học ở Melbourne. Đó thì thường thường du học thì họ có nhiều nơi ha, Melbourne, Sydney hoặc là Brisbane hoặc là
Perth thì chắc là ít hơn. Nhưng mà hai cái tiểu bang hay du học nhiều nhất đó là Sydney với lại Melbourne. Ở dưới Melbourne thì nó dễ hơn ở trên này nữa. Thì em bán là ship về Việt Nam á nha chị Tâm Bùi ơi. Giá tiền này là về tới Việt Nam rồi. Từ chỗ em, gia đình của em mà gửi về cho các chị là 30.000 tiền ship. Bây giờ bên em á là 12 giờ 25. Hiện tại 6 tháng nó cách 4 tiếng, 6 tháng nó cách 3 tiếng. Hiện tại bây giờ nó mới đổi giờ á, thì ở đây 3 tiếng. Vừa rủ rồi thêm mà tặng rồi. Cảm ơn chị Trần Quỳnh Anh nhiều. Cảm ơn chị. À, hiện tại bây giờ thì ở bên em nhanh hơn Việt Nam 3 tiếng. Chẳng hạn như ở bên Việt Nam là 9 rưỡi đúng không? 9 rưỡi thì ở bên đây là 12 rưỡi. Đó, thì hơn Việt Nam 4 tiếng. Cho nên em like cho các chị vậy em thức toàn là gần tới sáng không à. Rồi đây là cái hộp sụn cá mập của thương hiệu Costa nha các chị nha. Cái này là sụn cá mập của thương hiệu Costa. Nếu các chị bị khớp đó, hoặc là ba mẹ bị khớp á, hoặc là mình cảm giác. Rồi chị tên không, lừa đảo. Lừa đảo là cái gì lừa đảo? Ai lừa đảo? Ai lừa đảo rồi cái gì lừa đảo? Nếu chị cảm thấy lừa đảo thì chị đừng có vô like của em coi ha. Chị đừng có vô like của em coi. Với lại chị nói lừa đảo là em lừa đảo cái gì? Mình sống á, mình sống thì mình phải có, thứ nhất á, các chị muốn gia đình mình được yên ổn, được tốt hơn, được khỏe mạnh, được ăn nên làm ra. Tốt nhất đừng có vu oan cho người khác khi chưa biết người ta ra sao. Em không biết chị là ai, cũng không biết chị ở đâu ra. Em cũng không biết chị ở đâu ra. Thì nếu mà chị không thích thì chị đi chỗ khác chơi giùm. Không có rảnh để lên nói người khác như vậy á, để mang lại cái khẩu nghiệp á, cái khẩu nghiệp là cái khẩu nghiệp của mình á, không những cho mình mà cho cả có thể là còn tới gia đình mình nữa. Cho nên tốt nhất là mình bớt cái khẩu nghiệp của mình lại. Rồi, có bán kính lão 75 không em? Dạ có nha chị Nguyễn Trân ơi. Dạ có nha chị nha. Rồi chị nào lấy cái hộp sụn cá mập thì các chị nhắn nha. Hộp sụn cá mập thì các chị nhắn. Một hộp là 365 viên. Hạn sử dụng là tháng 2 năm 2023. Hạn sử dụng đó là tháng 2 năm 2023 nha các chị nha. Thì sụn cá mập á, thứ nhất á là các chị bị đau khớp nè. Các chị bị đau khớp. Khoan khoan, chị Nguyễn Trân nguyên một bộ kính lão á là 700 một bộ nha chị nha. Kính lão bạn là 700 một bộ ha. Em có hai mẫu, mẫu số 1, mẫu số 2 em dơ qua nha, qua em dơ qua nhanh thôi nha. Mẫu số 1 với mẫu số 2 700 một bộ ha. Số 1 nè. Rồi số 2 nè. Quyên ơi em chặn tên đó, bây giờ đang like có chặn được không? Chút xíu nữa xuống like rồi em chặn liền. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà. À, một hộp là 365 một hộp là 365 viên. Quyên lấy kính lão 1,75 nha, xin lỗi chị lộn không sao chị, em có đổi lại cho chị rồi. Giảm đau xương khớp, viêm khớp nhẹ, sưng khớp này nọ đó thì các chị sẽ uống cái này. Cho mình cái chất nhờn tái tạo sụn. Thì chị Nguyễn Nhàn là mẫu số 2, mẫu số 2 là cái beo nha. Mẫu số 2 là cái beo. Mẫu số 2 là cái beo nha chị nha. Đó. Một hộp như vậy là 365 viên, hạn sử dụng là tháng 2 năm 2023, cái này là của thương hiệu Costa. Thì cái này á lúc trước á rất có khách của mình á. Thứ nhất là có người khác chị, thứ hai là đã uống qua cho nên chụp cái hình gửi qua cho em á, hay mua của em trong tin nhắn. Mà tại vì cái này á thì em thấy cái viên nhiều quá cho nên em hay bán cái loại là 200 viên. Nhưng mà bao nhiêu khách của mình rồi, nhiều khách mua ở trong tin nhắn nói á là cái này nè, nó uống nó hiệu quả lắm, uống xong rồi gần hết rồi uống tiếp. uống xong rồi uống tiếp á. Cho nên hôm nay em lấy về, nếu các chị có biết cái sản phẩm này hoặc các chị có đang sử dụng, các chị muốn chốt nó thì các chị lấy đó là về cho cái xương khớp của mình, nó tái tạo cái sụn cho mình, với lại nó
nó tạo cái chất nhờn cho sụn, cho khớp của mình ha, từ cái sụn cám mọc nha các cha, của thương hiệu Costa. Thì một hộp như vậy á giá là, giá ở bên mình là 800 một hộp ha. Chị nào lấy thì hôm nay em share cho các chị giá là 800 một hộp. Mỗi ngày mình sẽ uống từ 2 cho tới 3 viên ở trong ngày. Đó là cái sụn cám mọc Costa, một hộp có 365 viên, giá là 800 nha các chị nha. Giá là 800. Hồi trước giờ em ít có khi bị em bán hàng lâu nay á, không, chưa có bao giờ ai mà mất lịch sự như vậy hết á. Không có, họ chưa có ai mất lịch sự vô mà vô nói like vậy á. Giống như là bữa nay á mà nói vậy, hình như là lần đầu tiên em bị á. Chứ nếu mà mình bị hoài thì mình bị chai sạn á. Mình bị hoài thì mình bị chai sạn là bình thường, nhưng mà tại vì hình như là lần đầu tiên em bị. Lần đầu tiên em bị nói như vậy. Cái chị rạng da có mà không biết em để nó nằm chỗ nào rồi, mấy bữa em toàn để đây like không à. Xong rồi dọn không biết nó nằm chỗ nào rồi, bay o oi á. Chị Ngân Huỳnh mới nhắn tin cho em cho nhắn cho em nha. Chắc chắn là có thể là đối thủ cạnh tranh hoặc là những người ghen ăn tức ở vô lấy nít phá thôi. Nhưng mà em chỉ nói vậy thôi, chứ người của em không có để trong lòng, không quan tâm tới những người đó làm cái gì cho nó mệt. Em không có buồn gì hết trơn á. Không có buồn hơi đâu mà buồn mấy người đó cho mệt người của mình. Em chốt cho chị bông mây một hộp sụn cá mập 365 viên của Costa 800 nha. Dồn đơn cho chị bông mây nè, thank you chị bông mây. Hình như hồi nãy chị bông mây hỏi em phải không? Rồi, không có màu đỏ đô nha chị Nguyễn Trân ơi, không có màu đỏ đô đâu. Đó là cái hộp này. Em không có quan tâm đâu. Không quan tâm đâu. Rồi, cái này á thì hồi hôm bữa em mua giá nó được special á, cho nên mới bán được 450 một chai mà em bán hết rồi. Hello chị Ngọc Ngọc. Chị Ngọc Ngọc khách mới, cảm ơn chị. Thì em bán hết rồi, em chỉ còn có 2 chai thôi. Cho nên chị nào muốn lấy thì các chị lấy nha. À, thuốc mật ong chúa bao nhiêu? Chị Nguyễn Mai Linh đợi một tí xíu, sữa ong chúa thì giá bên mình là 680, từ từ em lấy cho chị coi. Với lại chị gì hỏi là chị Vựa Trái Cây Việt Tuyền hỏi có thuốc nhỏ mắt cận cho 16 tuổi không Kiều Quyên. Thuốc nhỏ mắt cận cho 16 tuổi, nhỏ mắt thì em chỉ có bị cận á, thì cái đó là để em hỏi lại cái đã. Thuốc nhỏ mắt mà dành cho bị cận thì em hỏi lại. Ở bên mình chỉ có thuốc nhỏ mắt cho bị đau mắt, mỏi mắt, rồi khô mắt, chảy nước mắt. Còn chuyên cho cái thuốc mà nhỏ mắt bị cận thì để em hỏi lại cho chị nha. Để em hỏi lại cho chị, rồi bữa sau em lấy cho chị. Em lai tùm lum hết á. Không có thức ăn không, mà cũng không có cái thực phẩm chức năng tùm lum tà la. Tại vì một món không thì sẽ rất là chán, cho nên mình sẽ kiếm nhiều cái khác nhau. Để mình không chọn được cái này thì mình chọn được cái khác nha các chị nha. Thì cái này thì em chỉ còn có 2 hộp thôi. Chị Nguyễn Trân cho chị một đôi. Em bán là một set như vậy nè, không có bán một đôi. Một set như vậy nè, đây là số 1 nè. Một set như vậy giá là 700 ngàn một set. Cái kính lão nha, nó có 1.25, 1.5, 1.75, 2.2, 2.5 ha. Thì đây là cái set số 1 có 3 màu. Màu xám đen, màu xanh đen với lại màu hồng tím với đen nha. Còn set số 2 nó sẽ là beo, beo nâu với lại beo tím với lại màu xám đen. Không, em á, người của em á, em giống ba em á. Ba em á thì hay nói, nhiều khi cũng hay nói tào lao. Nhưng mà ba em là một người không bao giờ để vô bụng. Giống như là ổng xong rồi thôi, ổng quên luôn. Nhiều khi cái đó thiệt là lớn luôn, nhưng mà rồi cái ổng cũng quên à. Em cũng vậy, người em nó nóng lắm. Nhưng mà em không phải là người để bụng dù cho bất cứ cái gì đi nữa, nhưng mà nhiều khi suy nghĩ lại thì em hay thường bỏ qua, với lại em không có nhớ tới. Em không phải là người để trong bụng. Quyên dốt cho chị 2 hộp sữa hương vị vani rồi đúng không? Ok chị Nguyễn Ngân,
Em cố gắng, em cố gắng em đi tìm, kiếm biết bao nhiêu chỗ để em mua để không có ấy, tại vì em biết là chị muốn cái đó đó, cho nên em cố gắng đi kiếm thêm để chỗ cái chemist khác nữa, chỗ khác nữa mới gom đủ. Em để em chốt cho chị hai cái hộp sữa vani. Ok chị Nguyễn Ngân nha. Kính lão của Nam, màu của Nam thì không có, thì chỉ có hai cái này, thì còn chỉ có cái màu xám này là Nam đeo được thôi. Ly nàng ngủ rồi, giờ này ở bên em là 12 rưỡi á, Ben với Ly nàng ngủ rồi, ngủ với ba rồi, ba nó ru hai anh em nó ngủ, tội lắm. Từ lúc mà em bán giày, Ly nàng ít ít khi mà em ru được Ly nàng ngủ á, tại vì phải bán giày nè, ba nó phải ru hai anh em nó ngủ. Rồi sữa ông chúa lên kem body, rồi xong cái này rồi em lấy sữa ông chúa cho các chị ha, thì em còn có hai hộp thôi. Cái này là cái chai mà để thơm á, cho chị nhỏ mắt, mắt hay chảy nước mắt khi chị ra đường, có cái thuốc nhỏ mắt mà hay chảy nước mắt em có bán. Một á là các chị lấy nguyên chai nha, một set. Chị Hoa Quỳnh ơi, cái này thì không phải nam không đâu, nam á là chỉ có một cái ở giữa này thôi, hoặc là cái trên này thôi, còn cái dưới này là phải nữ xài nè. Một set như vậy là 700.000 một set lão ha. Các chị muốn lấy độ nào thì các chị lấy 1.25, 1.5, 2 chấm, 2 chấm rưỡi, 1.75 cũng có nữa. Rồi từ từ đợi em một tí xíu nha. Em chốt cho chị Lucky cho em một cái chai nhỏ mắt. Chai nhỏ mắt ở bên mình giá là 200, chai nhỏ mắt ở bên mình giá là 200, 250 một chai á, giá là 250 một chai nhỏ mắt. Cái chốt cho chị Lucky cho em một chai nhỏ mắt là em biết rồi. Lấy cái loại đó em hay bán. Để đi mua chứ ở nhà cũng hết, gửi hết về hết rồi. Nhưng mà em hay bán cái loại đó. Còn cái chai này nó còn hai hương hoa thôi, một là hoa hồng, hai là thương hoa hồng, hai là hương hoa lan, một là hương hoa hồng, hai là hoa lan. Cho chị một hộp sữa ăn sáng vani cho chị nha. Ok chị Thanh Hiếu, chốt cho chị Thanh Hiếu một hộp sữa ăn sáng vani nha. Thank you chị Thanh Hiếu nè, sữa ăn sáng vani nha Nhung nha. Chị Nguyễn Trân là cho chị một 175 ha, 175. Mai em chụp hình em gửi qua tin nhắn cho chị ok chắc chắn thì em gửi về cho chị hai cái mẫu đó. Nhung nhớ nhắn là chụp hình gửi vô tin nhắn cho chị Nguyễn Trân để chị có chắc chắn chốt thì lấy cho chị nha. Này thì còn hai chai thôi, 450 chai, để em lấy cho các chị coi. Đó là cái chai thơm, mình để ở đâu cũng được. Cái chai thơm nó như vậy nha các chị nha. Chị Hoàng Uyên nè, chị ơi mụ phù mà của em đâu, thấy chị điện thoại cho em. Nhung ơi, Nhung có sót cái đơn của chị Hoàng Uyên không kìa. Chị Hoàng Uyên cho em xin lại số điện thoại nha, để mai Nhung nó gọi cho chị. Nhiều khi lỡ xâm tham, đôi khi mình có sót cái hàng á thì các chị nhắn. Rồi chị Hoàng Uyên ơi, Nhung nó gọi cho chị mà chị không bắt máy, chị cho lại số điện thoại, ngày mai Nhung nó gọi chị nhớ bắt máy nha. Nhung nó gọi mà không bắt máy. Cái chai thơm nó là như vậy nha các chị nha. Khi các chị về á, ở trên này nó lớp mà bịt lại á, thì mình mở cái lớp đó ra, mình mở cái lớp đó ra, mình bỏ cái cây, mình bỏ mấy cái cây này vô ha, thì nước hoa nó sẽ thấm lên trên cái cây này, nó sẽ tỏa ra cái mùi hương. Chị Hoàng Uyên cho xin lại số điện thoại, tại vì Nhung gọi mà chị không có bắt máy, cho nên em không có gửi hàng cho, không có ship hàng cho chị được. Có chị cho lại số điện thoại cho Nhung nó gọi để em ship hàng cho chị nha. Thì một chai như vậy nó tới 80 ml lận. Nó tới 80 ml lận thôi các chị ha. Mình để vậy, thường 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 em á, em lấy cái này em để vô trong toilet á. Thường thường ở trong toilet mình nó tỏa ra một cái mùi hương dễ chịu. Nhung ghi lại số điện thoại của chị Hoàng Uyên đi. Thì mùi hương nó không phải là tỏa ra một cái không gian to, nó chỉ là một cái không gian vừa phải thôi, một cái không gian vừa phải thôi. Chẳng hạn như mình đi toilet, nhất là ở bên này người ta quan trọng toilet mỗi ngày mình đi ra đi vô, cho nên người ta xài cái này nè. Người ta bỏ cái cây này nè, bỏ vô cho cái mùi hôm. Thứ nhất là nó khử mùi, thứ hai là nó thoang thoảng, mình dễ chịu, mình thoải mái khi mà mình bước vô. Thứ hai nữa là các chị có thể để lên bàn làm việc, các chị có thể để ở phòng khách, các chị có thể để ở phòng ngủ. Những cái nơi mà mình muốn thì em chỉ còn hai chai thôi. Tại vì cái giá sale của nó, cái này á, không phải là lúc nào nó cũng sale. Một tuần nó sẽ đổi cái món khác không sale nữa, thì em mua em bán bữa trước á, thì còn dư có hai chai này. Chị nào muốn lấy thì 450 một chai nha các chị nha. Chị nào muốn lấy thì 450 một chai. Một chai tới 8, tới 80 ml cái nước hoa ở trong luôn. Thì mình cứ để như vậy, mình cứ để như vậy ha, cho nó thơm. Rồi
Nhung ơi, số điện thoại là ba bô cái gì 343 đuôi đó, rồi có địa chỉ luôn á. Nhung lưu lại cái địa chỉ với số điện thoại của chị Hoàng Uyên để ship gọi gửi hàng cho chị ha. Một chai là 450 nha các chị nha, còn hai chai một thôi, còn chỉ có hai chai thôi. Chị nào thích hoa hồng thì các chị lấy cái hương hoa hồng, chị nào thích hoa lan thì mùi hương hoa lan thì các chị sẽ lấy cái mùi hương của hoa lan với lại hoa hồng ha. Rồi một chai này á xài được để coi bao lâu thì nó sẽ thấm dần dần lên cái cây này nè, từ 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 nó bốc hơi xuống, từ 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 nó sẽ hết. Để em coi thử last long là được bao nhiêu lâu nha. Cái nước hoa này lúc nào thường thường nó lúc nào nó cũng có ghi là ở trên này nè là được bao nhiêu lâu nè, sao này nó không ghi ta. Up to 45 days, 45 ngày. 45 ngày nha các chị nha. 45 ngày là chỉ còn hai chai thôi á, em chỉ còn hai chai. Em chỉ còn hai chai thôi. Tại vì nếu mà mua nữa thì nó không được cái giá như vậy. Em chỉ mua được bữa giá sale là 450, em bán còn hai chai. Em chốt cho chị Bích Hạnh một chai, cho Hoa Lan, vậy là còn một chai hoa hồng ha. Vậy là còn một chai hoa hồng. À, một chai hoa hồng thì chị vựa trái cây Việt Tuyền một chai hoa hồng nha. Sao hai chị chốt hay vậy? Hoặc là hai chị chốt hai hoa. Rồi, chị vượt giá cây Việt Tiền một chai hoa hồng. Thank you chị. 450 một chai chị Mimi, nhưng mà hết rồi, chị có hai cái thôi à. Chị có hai cái một thôi. Rồi lên dưỡng body ha. Cái dưỡng body á thì rồi sữa ông chúa. Sữa ông chúa em mới mua nguyên một thùng luôn. Rồi sữa ông chúa ở đây nha. Dạ nhà em có đám ma nên không biết chị điện thoại. Dạ rồi không sao, ngày mai Nhung nó gọi liền lại cho chị, không sao đâu. Chị Mimi ơi hết rồi, em chỉ còn hai chai thôi. Khi nào có sale lại thì em lấy lại em bán cho các chị, không thì hồi để em mua cái loại khác, nó có nhiều lắm, nó có nhiều loại lắm. Lựa cái mùi nào thơm dễ chịu thì em lấy về. Rồi hồi nãy chị vừa hỏi sữa ông chúa ở bên mình á, thì em giới thiệu nhanh qua cái loại sữa ông chúa này nha. Đây là cái hộp sữa ông chúa của thương hiệu Costa, 100% Royal Jelly là sữa ông chúa ha. Hàm lượng là 1450 mg, tương đối là hàm lượng nó cũng cao, 365 viên, mỗi ngày uống một viên. Sữa ông chúa các chị có thể để ở ngoài ở nhiệt độ phòng bình thường, các chị có thể giữ trong ngăn mát tủ lạnh tùy theo mình nha các chị nha. Thì hạn sử dụng của nó là năm 2023, mỗi ngày uống một viên. Sữa ông chúa giúp cho mình căng mịn da. Nếu các chị có bị nấm mà cái gì ta, eczema đó với lại khô da này nọ, thì các chị sẽ uống sữa ông chúa đẹp cho tóc, cho da, cho móng, căng mọng da, chống lão hóa, giúp cho bao tử tốt cho cái bao tử của mình. Thứ ba nữa là giúp cho mình căng thẳng, mệt mỏi, suy nghĩ nhiều á, cho cơ thể của mình có không có được khỏe đó, giúp cho mình ngủ thật là ngon nha các chị nha, ngủ thật là ngon. Nhưng khi các chị uống sữa ông chúa, da của các chị nó mịn màng lắm, nó trẻ hóa ra, nó đẹp lắm. Thì các chị sẽ chốt cái sữa ông chúa này về. Đây là Mineral Trail, là một cái thương hiệu của Costa. Cái sữa ông chúa này nó tới năm cái chứng nhận nữa. Càng nhiều cái nhận là cái sữa ông chúa đó nó càng good, vừa cái thương hiệu vừa cái chất lượng của nó. Thì cái hộp này á mình sale của tuần này là 680 thôi, 680 ngàn một hộp. Chị nào muốn lấy thì các chị lấy. Hồi nãy có mấy chị hỏi em sữa ông chúa, đây là cái giá của mình về tới Việt Nam nha các chị nha. Từ Việt Nam em ship về tới nha các chị thì khoảng tầm là 30 ngàn tiền ship, thì khoảng tầm là 30 ngàn tiền ship nha. Thì một hộp sữa ông chúa 365 viên này mình uống được một năm á, thì giá bên mình là 680 ngàn một hộp ông chúa của Costa Mineral là. Rồi kem dưỡng body, đợi em một tí xíu em lấy lên cho chị coi ha. Em lấy lên cho các chị coi cái hộp kem dưỡng body nha, cái kem dưỡng body. Chị nào lấy cái này thì các chị nhắn nha, chị nào lấy cái này thì các chị nhắn. Giá là 680 hộp sữa ông chúa, hồi nãy chị gì hỏi em sữa ông chúa đó. Cái kem dưỡng body ở bên mình á, các chị lấy cái loại này. Dưỡng body em có hai loại,
Có thuốc uống ngăn ngừa bạc tóc không chị? Có nha chị Hòa Nguyễn này. Xong này em lấy cho chị cái thuốc ngăn ngừa bạc tóc. Đây là hai cái loại kem dưỡng body bên mình. Một á, nếu các chị muốn bật tông da cho da của mình nó trắng nó sáng lên á thì các chị sẽ lấy của Aeron. Chị Ngọc Ngọc, hiện giờ em đang ở Úc nha chị, em đang sống ở Úc ha, em sống ở Sydney nha. Sữa ông chú của mình là của Úc sản xuất, 100% là của Úc sản xuất nha. Rồi, quên mất chị Hằng Bo có vô lại chưa ta? Chị Hằng Bo có vô lại, hồi nãy chị nói là da mặt chị nó nổi lên sạm nám, sạm hay tàn nhang gì đó. Chị phải uống viên uống nho thai cừu. Với lại chị xài cái bộ nám này nha. Chị xài cái kem kia chị vẫn xài bình thường, nhưng mà nếu mà da chị nó đang nổi lên á thì thứ nhất chị xài cái bộ nám này, thứ hai nữa chị uống viên uống nho thai cừu. Chị Hằng Bo có nghe em không? Chị Hằng Bo còn ở đây không? Hồi nãy chị hỏi mà em quên trả lời á. Rồi, dưỡng body thì mình có hai loại, một là của Aeron, tinh thể kim cương dành cho body, giúp cho da của mình nó mềm mịn màng. Giúp cho da mình của nó mềm mịn màng nha các chị nha. Mềm mịn màng 330 g, bật tông da của mình lên nó trắng sáng, mùi thơm dễ chịu dịu nhẹ, không bị rít cho da. Đây là cái dưỡng body ở bên mình, 500 ngàn một chai ha. Nếu các chị lấy một cặp thì em sale cho các chị 900 ngàn một cặp. Đó là cái thương hiệu của Aeron, là cái dưỡng da toàn thân nha các chị nha. 900 cặp một chai là 500. Này trắng da. Còn một loại nữa, nguyên có bánh kẹo có. Xong mà em lấy cho các chị cái bịch bánh kẹo có, bánh kẹo không có hết á. Còn một hộp nữa là của thương hiệu Red Wing. Nó là vitamin E với lại tinh dầu hoa anh thảo. Nó là vitamin E với lại tinh dầu hoa anh thảo. Một chai là 400 ml nha các chị nha. Thì cái này chị nào lấy thì em sẽ sale cho các chị là 300. Hôm nay em sale cho các chị là 380 ngàn một chai thôi. 380 ngàn một chai 400 ml ha. Dưỡng thể, trẻ hóa da cho mình, mềm mịn da. Nó giúp cho mình căng da, nó chống nhăn cái da cho mình đó. Thì một chai Red Wing, một chai mà vitamin E với tinh dầu hoa anh thảo 400 ml thì giá hôm nay sale là 380. 380 ngàn một chai nha các chị nha. Đó là cái dưỡng thể ở bên mình, chị nào muốn lấy thì các chị lấy. Em chốt cho chị Vân Nguyễn ha, có số điện thoại là 177 một cặp dưỡng body trắng da của Aeron. Giá là 900 một cặp, một chai là 500. Đó là cái chai này nè. Hai cái chai em hay để ở đây. Đâu mất tiêu nhỉ? Cái chai em hay xài để đây nè, đâu mất tiêu rồi á. Thì mình về mình mở cái bọc kính này ra, mình mở lên mình xài thôi ha. Cái kem của nó hơi hơi màu hồng hồng, khi mình thoa lên nó thơm mà nó thấm vô da của mình luôn, không có làm da bị rít, không có làm da bị bết rồi này nọ. Túi vàng da lớn còn không nguyên, chị Hải Vân hỏi em túi vàng bây giờ em mà nhớ cái túi nào em chết liền luôn á. hiện tại nếu các chị coi túi thì em bán hết rồi. Coi túi thì tuần sau em sẽ tuần sau em sẽ thông báo trên cái trang fanpage của mình ngày đó em like túi. Các chị canh, các chị vô lại ngày đó các chị coi nha. Còn túi hôm trước thì ngày hôm qua hôm kia gì là bán hết rồi. Hôm qua chứ. Em chốt cho chị Lucky Dream một chai dưỡng body hồng ha của Aeron, giá là 500 một chai. Thank you chị Lucky Dream nha. Chị nào lấy nữa thì các chị nhắn cái dưỡng body. Rồi vitamin C còn nha chị Lan Võ ơi. Rồi chị Hồng Trần có thuốc trắng da có. Có hết á, có đầy đủ hết á. Cái gì? Hôm qua túi quá đẹp, thank you chị Hoa Quỳnh. Cái gì đây nè? Ngăn ngừa bạc tóc, thuốc uống ngăn ngừa bạc tóc vitamin C. Hộp vitamin C thì còn ha. Đây là cái hộp kẹo vitamin C, em nói nhanh qua thôi tại vì hôm qua em có like rồi á. Chị nào muốn lấy hộp kẹo vitamin C này thì các chị lấy. Giá là 550 một chai. Chị Hoàng Nguyễn đợi em xong này em lấy cho chị coi. Đây là cái bổ sung vitamin C một hộp 500 viên của hiệu Warner Miracle là của Úc sản xuất. Bổ sung vitamin C giúp cho mình chống cảm lạnh cảm cúm, tăng sức đề kháng, mát cho cơ thể. Cho cơ thể của mình nó có một cái sức khỏe mà dẻo dai á,
thì nó bổ sung cái lượng vitamin C, một hộp là 500 viên, hạn sử dụng là năm 2022, giá bên mình là 550 ngàn một hộp. Chị nào lấy cái này thì các chị nhắn giùm em là chốt vitamin C nha các chị nha, vitamin C 550, các chị cứ nhắn giùm em là vitamin C 550 ha. Đó, thì mỗi ngày mình ngậm, người lớn 2 viên, bé từ 2 tuổi trở lên á, cho tới 12 tuổi á, thì 1 viên. Từ 2 tuổi trở lên cho tới 12 tuổi thì 1 viên, người lớn thì mỗi ngày ngậm 2 viên. Thơm thơm, ngọt ngọt thanh thanh, chua chua. Tự nhiên cứ ấy cái tay chảy nước. Chị nào lấy thì các chị lấy ha. Chị nào hỏi vitamin C thì em vẫn còn nha, 550 một hộp. Còn cái thuốc mà bạc tóc á thì các chị phải uống là Hair Restore. Các chị phải uống cái Hair Restore. Cái bạc tóc đâu mất tiêu rồi. Vitamin C là dạng kẹo ngậm. Vitamin C á, một đó là dạng kẹo ngậm. Đa số vitamin C này là dạng kẹo ngậm. Rồi, em chốt cho chị Liêu Hoàng một cái vitamin C nha. Vitamin C của con là 500 viên. 550, chị Lan Võ số điện thoại là 822, một hộp vitamin C. Chị Liêu Hoàng một hộp vitamin C nha. Chị nào lấy vitamin C nữa thì các chị nhắn giùm em vitamin C. Vitamin tổng hợp bao nhiêu vậy chị? Chị Quỳnh Nhi ơi, vitamin tổng hợp là 550 một hộp ha. Cho nam một hộp có 90 viên, có hộp thì 100 viên. Một loại á, nam từ dưới 50 tuổi, nam trên 50 tuổi, nữ dưới 50 tuổi, nữ trên 50 tuổi nha. Của Centrum á, One ở đây mỗi ngày một viên á, thì vitamin tổng hợp đó giá là giá là 550 một hộp. Xịt đô giá là 300 giá là 300 một chai. Xịt đô là 300 một chai ha. Còn cái xem cái thuốc chữa bạc tóc á, thuốc chữa bạc tóc Hair Restore em không biết nó nằm ở chỗ nào. Hôm trước em gửi về nhiều lắm. Maybe chắc quên lấy về nữa rồi quá. Gọi hết về Việt Nam rồi em kiếm không thấy, có thể là hết hàng ở nhà rồi. Cái mà Hair Restore á, một hộp có 60 viên á, thôi ngày mai được không, ngày mai được không các chị? Nếu mà chị nào coi cái thuốc bạc tóc thì hẹn các chị 7:30 tối ngày mai nha. Em chốt cho chị Vân Nguyễn một hộp vitamin C nữa nha. Thank you chị Vân Nguyễn. Đơn hàng chị mới chốt 2-3 ngày trước về Việt Nam. Đúng rồi chị, tùy theo. Chị Quỳnh Hương là em không nhớ là lúc nào, nhưng nè, ở bên mình nè, chị Hoa Quỳnh đợi tí xíu, ở bên mình á, nếu em like bây giờ là mỗi tuần về một lần, mỗi tuần là hàng về một lần nha các chị nha. Em like từ đầu tuần á thì sẽ tầm là khoảng từ một tuần cho tới từ 8 ngày cho tới 10 ngày là có ở Việt Nam. Nhưng các chị chốt cái like mà gần tới cuối tuần, là chẳng hạn giống như là thứ tư em gửi, mà các chị chốt vào ngày thứ chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thì có nghĩa là chưa tới một tuần là hàng mình có rồi. Cho nên không có gì phải ngạc nhiên nha các chị nha. Không gì phải ngạc nhiên, em vẫn nói trên live là như vậy đó. Thì các chị chốt đầu tuần thì chờ lâu thêm một chút. Các chị chốt gần tới ngày mà mình em gửi hàng về á thì sẽ nhanh hơn, chưa tới một tuần là có rồi, tùy theo cái live. Xong cái bánh kẹo này rồi á, thì mặc dù không có tới 100 nhưng mà em vẫn chơi game cho mình hơn, tại vì em có chuẩn bị đây sẵn rồi. Cái hộp bánh này á thì em có like rồi, nhưng mà hôm nay các chị có muốn ăn cái bánh này nữa, chị nào muốn ăn thì các chị lấy. Đây là cái hộp bánh ở bên mình nha các chị nha. Hộp bánh này á thì một
một thùng như vậy nó có 3 hộp ha. Giá bên mình là 650 một hộp. Lấy chị hai lọ thuốc bạc tóc luôn nha. Chị Vân Nguyễn ơi, chị có biết cái hộp đó không? Cái hộp đó là 60 viên. Nó là cái hộp Hair Restore, một hộp có 60 viên. Nó ngăn ngừa bạc tóc, nó giúp cho tóc mình mọc dày, nó giúp cho tóc của mình mượt mà, mau dài tóc. Đặc biệt á là chữa cái tóc bạc sớm, nó giảm cái lượng tóc bạc. Thì cái hộp Hair Restore đó có 60 viên. Giá là giá của mình là hôm nay em sale cho các chị là 580.000 một hộp. Nếu các chị lấy 2 hộp thì giá là 1.100.000. Đó là cái hộp Hair Restore. Em chốt cho chị Vân Nguyễn 2 hộp bạc tóc nha, 2 hộp chống bạc tóc ha. Thank you chị Vân Nguyễn. Mà tiếc quá em không nhiều khách mua lắm, nhiều khách mua cái đó. Mỗi lần gửi về hết, nhưng mà đôi khi mình cũng vẫn thiếu một số món mà không có lấy về kịp á. Cho nên hôm nay không có, mai em đi lấy về cho các chị. Thì cái thùng bánh này là 650 một thùng. Một hộp á, nó có như vậy nè. Để em lấy cho các chị coi ha. Cái hộp bánh này á, là cái hộp bánh chi. Chốt cho chị Quỳnh Anh một thùng bánh nha. Một thùng bánh như vậy là 650. Thì đó là em vẫn nói với ở bên mình là về. Rồi cũng có thể là có nhiều khách chốt hôm nay, tối hôm nay, ngày mai có hàng gửi luôn. Tại vì em gửi về chẳng hạn như dư 2-3 món, dư cái này dư cái kia, mà nó đủ hàng là Nhung chốt gửi cho các chị luôn á. Là Nhung chốt gửi cho các chị luôn. Dạ rồi, thank you chị Vân Nguyễn, chốt cho chị bạc tóc dùng đơn luôn ha. Thank you chị Vân Nguyễn nha. Gửi luôn. Cho nên đó là cái hàng ở bên mình nha các chị nha. Thì cái bịch bánh này nó sẽ có là 264g ở trong này. Ở trong này nó sẽ có 12 bịch. Nè, nếu mà chị nào mà ăn rồi thì các chị cho xin cái feedback của bánh này. Nguyên một hộp gỡ ra không biết để đâu rồi ta. Mà mẹ gỡ ra không? Qua hộp gì? Cái hộp bánh chấm chi mà gỡ ra rồi á. Lấy cho mẹ đó. Lấy giùm mẹ. Chị cho em xem viên chị vừa rồi nó có, chị nhắn tin em xem nha. Rồi chị Hoàng Nguyễn ơi, chị nhắn tin cho em ở trong tin nhắn. Nếu mà chị đang muốn mua cái đó thì chị cứ nhắn tin cho em trong tin nhắn. Em check tin nhắn xong rồi em trả lời chị nha. Để cho ông xã em lấy cái bịch bánh mà này cho các chị coi. Cho mình một sữa ông chúa nha. Chốt cho chị Ngọc Ngọc một hộp sữa ông chúa Costa 680 nè. Số điện thoại là 988. Thank you chị Ngọc Ngọc. Chị Viên Cam của Mỹ hả chị ơi? Không có của Mỹ đâu, cái này là của Úc. Viên vitamin C là Mineral Shea là của Úc sản xuất nha chị nha, không phải của Mỹ, của Úc ha. Đâu ba? Không phải cái hộp mà mẹ gỡ, cái hộp mà mẹ gỡ ra rồi nè, mẹ lấy rồi nhưng mà cái hộp mà gỡ ra ở Hair Restore đây này. Còn một hộp mẹ mới vừa gỡ ra tức thì ngày hôm qua hôm kia gì á, nằm ngay đây nè, tại vì dọn cái này xong rồi đau rồi. Nguyên một hộp mẹ mới gỡ ra. Đây là Hair Restore, đây là cái thuốc bạc tóc ở bên mình đó. Thấy chưa? Đây là cái thuốc bạc tóc ở bên mình đây này nha các chị nha. Đây là có nè. Tại vì cứ để ở ngoài để em kiếm không có ra. Để ở ngoài để em kiếm không ra. Đó là cái hộp này nha. Sữa ông chúa một ngày mình uống một viên. Nếu mà các chị muốn uống 2 viên thì các chị cách ra. Chẳng hạn như sáng chiều mình uống 2 viên cũng được, không có sao hết á. Không có sao đâu. Rồi chị Trần Quỳnh Anh một thùng bánh nè. Hôm nay không có like túi nha chị Ngọc Nga ơi. Hôm nay không có like túi. Thì em lấy cho các chị coi, ở trong một cái hộp này nè, nó có 12. Nó có 12 cái hộp giống vậy. Thì mỗi hộp nó có 3 cái bánh. Ở bên này nó là cái chi á. Thì cái bánh này mình sẽ quẹt cái chi lên ăn. Cái bánh này nó giống tựa như bánh quy nhưng mà nó không phải là bánh quy. Nó béo béo mà nó béo béo mà mình chấm vô bên chi này mình ăn ngon lắm. Ai cũng thích ăn cái bánh này hết. Các chị muốn lấy rẻ một hộp á thì giá là 200. Một hộp dày giá là 200 bao nhiêu ta? 280.
chị nào muốn lấy lẻ thì một hộp là 280, nhưng mà các chị chốt một thùng giống vậy nè, một thùng như vậy là 650 à. Chị nào muốn lấy một thùng như vậy giá là 650 một thùng nha. Đó là cái thùng bánh ở bên mình, cái bánh chấm chi này ngon lắm. Chắc là nó lạ hơn tất cả những cái bánh ở Việt Nam á, nhưng mà ăn cực kỳ ngon, ngon cực kỳ luôn. Ở một hộp như vậy có 12 cái giống như vậy nè, 12 bịch giống vậy. Rồi hôm nay không có lay túi nha các chị nha, không có lay túi. Đó là thùng bánh chị Trần Quỳnh ăn, một thùng bánh thì chị Trần Quỳnh ăn. Cái hộp này là hôm nay em sale là 580.000 một hộp ha. Các chị lấy hai hộp thì hôm nay em sale cho các chị là 1.1 hai hộp. 1.1 cho hai hộp. Còn một cái Harry Store. Em có mắc ca bịch nửa ký không? Mắc ca bịch nửa ký. Không biết còn ở nhà không ta? Bịch nửa ký. Không mắc ca nhưng mà bịch 400 gram á. 400 gram. Mạng hôm nay phải ra vô Hoài coi mới được. Chị Ngân Huỳnh một thùng bánh nha. Chốt cho chị Ngân Huỳnh một thùng bánh đó nữa. Thank you chị Ngân Huỳnh. Chị nào lấy bánh đó nữa thì các chị lấy, đó là một thùng. Còn cái bịch này là cái bánh dừa nè. Em chỉ mua về được 3 bịch thôi, mà em không có gỡ ra được cho các chị coi, tại vì gỡ ra cái nó mất hết bịch, còn có 2 bịch à. Cho nên em không có gỡ. Thì em nói là ở bên trong thì nó sẽ có cái miếng dừa như vậy ha các chị ha. Miếng dừa như vậy. Rồi nó có pumpkin seed, đó là cái hột hướng dương nè. Nó hột sunflower. Sunflower là hướng dương, pumpkin là nó hạt bí. Này các chị, cái hạt này nè, hạt bí nè. Pumpkin là hạt sunflower là hạt hướng dương nè. Chia seed là hạt chia nha các chị nha, hạt chia. Thì ba cái hạt này nó sẽ quện chung với lại cái dừa. Ba cái này nó sẽ quẩn chung cái dừa. Một bịch này là 500 gram. Thì cái bịch này em chỉ có 3 bịch thôi. Thì chị nào lấy thì cái này sẽ thì em sẽ sale cho các chị. Cái này là 430.000 một bịch. Thì cái bịch bánh này nó nhiều. Khi các chị cắn ra thì nó giòn, nó hơm cái mùi dừa. Nó có cái những cái hạt nách ở trong này ha các chị ha. Những cái hạt bí, hạt hướng dương với lại hạt chia, nó quện thành từng cục giòn thơm, ăn ngon lắm. Thì ba bịch như vậy. Một bịch nó là 500 gram, một bịch nó là nửa ký ha. Thì bịch này là 430.000 một bịch nha. Chị nào muốn lấy thì các chị cứ chốt là bánh dừa nha. Các chị cứ chốt là bánh dừa. Bánh dừa giá là 430.000 bịch bánh dừa. Còn cái hạt maca mà 400 gram á. Hạt maca mà 400 gram thì giá là bao nhiêu quên bà đó rồi. Phải cao 400 gram em quên rồi. Chị Tô Thủy nhắn cho em trong tin nhắn đi, là ngày mai em gọi điện ra hỏi ở ngoài shop 400 gram bao nhiêu để em quên mất tiêu rồi, không bán cái hôm bữa giờ họ không có lâu rồi không có bán cái đó, em quên giá của 400 gram rồi. Ngày mai nha, có gì ngày mai em báo giá cho chị. Chốt cho chị hàng bao một bịch bánh dừa ha. Vậy là còn hai bịch. Chị nào muốn lấy nữa thì các chị nhắn nha. Nó y ở trong, nó y chang vậy nè, không khác gì hết. Khi các chị ra nó lấy, có cái miếng thì nó nhỏ, có cái miếng thì nó bự hơn ha. Rồi nó dính nhau giống như vậy, là những cái hàng dính nhau giống như vậy mình ăn nè. Rồi em chốt cho chị hàng bao một bịch bánh dừa nha. Thank you chị hàng bao. Còn hai bịch nữa chị nào muốn lấy thì các chị lấy. Còn cái kẹo ở bên mình á, chị Hoa Quỳnh bánh kẹo mà chị đi đâu mất tiêu rồi, chắc bạn không coi được. Còn cái kẹo thì các chị lấy cái kẹo này. Cái kẹo này là từ cái hạt macadamia ấy á, từ cái hạt maca nha các chị nha. Nó làm thành cái nếp ba là nó quện thành từng cục như vậy, nhưng mà trong đây hoàn toàn là maca hết. Chị Liêu Hoàng, chị một hộp bánh dừa, em chốt cho chị Liêu Hoàng một bịch bánh dừa nha. Thank you chị Liêu Hoàng ha. Nếu tin nhắn của mình mà bị ẩn á, thì hồi em chắc lại tin nhắn sau cái like của mình, em sẽ chốt vô trong cái tin nhắn cho các chị. Cho nên các chị nhớ mở tin nhắn ra coi ha. Nếu mà các chị không có nghe em đọc á, nhiều khi tin nhắn nó bị ẩn, các chị không nghe em đọc, thì em sẽ chốt trong tin nhắn cho mình. Nó không có bị mất cái tin nhắn đâu. Cho nên hồi xuống like em sẽ chắc lại. Chị Lưu Hoàng một bịch bánh dừa nè, thank you chị. Vậy là còn một bịch thôi. Còn cái này là cái kẹo hạt macadamia. Thì một bịch như vậy á, giá nó là 550.000 một bịch. Thì nó có là 400 gram. Nó có là 400 gram. Cái hạt maca á, thì các chị thấy nó bỏ vỏ rồi, nó sẽ làm đôi cái hạt maca ra ha. Nó quện thành từng một thanh như vậy, từng một cục một thanh như vậy. Ở trên này nó có một cái lớp caramel.
cái lớp mà giống như đường á, caramel, cái lớp đường nó quện thành một cục, khi nào mình ăn cục nào mình lấy ra cục đó, hoàn toàn là maca. Kẹo maca ăn ngon cực kỳ luôn. Milk Australia nó là cái natural flavor, nó tự nhiên, nó hoàn toàn là cái thành phần tự nhiên, ăn ngon lắm, nó thơm, nó giòn, mà cắn từng cục ra là hạt maca. Hạt maca mình ăn vừa ngon, vừa tốt cho não bộ, vừa tốt cho tim mạch, vừa tốt cho sức khỏe, là vua của các loại hạt. Cái này là của Úc sản xuất thôi. Một bịch hạt maca như vậy là 400g, giá là 550 nha các chị nha. 550 một bịch. Các chị lấy 2 bịch thì giá là 1 triệu, 2 bịch. Em sale được cho các chị giá 1 triệu nếu các chị lấy 2 bịch. Nếu mà bịch màu xanh, màu đỏ cũng vậy. Màu đỏ là cái hạt nugget á, thì nó là cái mà giống giống như kẹo kéo mà hồi xưa á, mà nó cứng hơn á, thì từng cục nó có mỗi vị một. Chị nhuông chần ơi, chị nhượng chần hay nhuông chần gì em không có giấu, cho nên em đọc lại là nhuông chần gì đó. Giỏ kim tuyến 800 có đó, chị có muốn lấy thì chị cứ nhắn chốt đi rồi em chốt cho chị giỏ kim tuyến 800 còn nha. Thì một bịch như vậy là 500g, cái bịch này là 500g. Mỗi cái cục ở trong này nè, có cái thì nó là cái kẹo mềm, có cái thì nó là kẹo cứng, rồi có cái á, thì nó là trà xanh, rồi cái hạt hạnh nhân, cái nhân của nó, cà phê, rồi apricot là mơ. Thì mỗi cái nó có một hạt ăn rất rất là ngon. Các chị muốn ăn thử cái kẹo này thì các chị lấy. Một bịch vậy là 500g ha, giá 550 một bịch luôn. Các chị muốn lấy kẹo vàng, kẹo đỏ mà một cặp cũng vậy, các chị ăn thử cả gia đình của mình á, thì giá em xem cho các chị là 1 triệu một cặp. Chị nào muốn lấy thì các chị nhắn. Chị Nhung Trần cho Nhung nó xin lại số điện thoại, tại vì số điện thoại của chị Nhung nó gọi không có liên lạc được nha chị ơi. Tại vì không liên lạc được thì Nhung nó không có gửi được cái đơn cho chị á, cho nên chị nhắn lại cho em xin cái số điện thoại nha. Rồi một cặp kẹo đỏ với vàng thì giá là 1 triệu một cặp ha. Đó là cái bánh kẹo ở bên mình. Còn bánh kẹo nữa. Nhưng mà để hồi em lấy cái hạt maca, hồi lấy cái bánh kẹo khác. Rồi, em sẽ like vô cái like tới nha. Rồi bây giờ mình like tiếp cái sản phẩm khác. Nhung ơi ghi lại số điện thoại của chị kìa, 0377373686 đó. Có sô cô la đậu phộng không chị? Sô cô la đậu phộng là sô cô la em sô cô la đậu phộng ở nhà hết rồi, không còn. Khi nào có sale lại sô cô la đậu phộng thì em lấy sau. Rồi đây là cái mặt nạ của hiệu Sweet thôi các chị ha. Thường thường á mình xài mặt nạ giấy nè, mặt nạ keo ong nè. Còn cái mặt nạ này á, một loại á là mặt nạ thải độc ha các chị ha. Một á là mặt nạ thải độc, còn hai á là cái mặt nạ blood orange, là mặt nạ bưởi ha, mặt nạ bưởi hồng. Nó có hai, bưởi hồng thì nó có 50ml, nhưng mà detox cái mặt nạ thải độc á thì có 70ml, 70g nha các chị nha, 70g. Của thương hiệu Squid này là Made in Australia. Em mở ra cho các chị coi cái hộp mặt nạ ở bên trong của nó. Cái loại này á là khi mà mình đắp lên trên mặt của mình á, nó để em mở ra bên trong cho các chị coi ha. Ở bên trong nó là như vậy nha. Ở bên trong nó là như vậy. Ha. Cái màu của nó ở bên trong nó là như vậy nha các chị nha. Cái màu của nó là màu kem kem ha. Cái màu của nó là màu kem kem. Khi mà mình xài lên trên mặt mình á, thì mình sẽ thoa lên trên mặt của mình như vậy. Thì nó sẽ có một cái lớp, mà cái lớp của nó là cái lớp mà kem nhẹ như vậy thôi. Kem nhẹ như vậy thôi ha. Mình thoa đều lên trên hết mặt của mình. Mỗi tuần á, mình sẽ xài á, cái mặt nạ chẳng hạn như là cách ngày hoặc là một tuần các chị xài 2 lần, các chị xài 3 lần, hoặc là các chị cách ngày nha các chị nha. Thì cái mặt nạ này nó làm cái công dụng của nó nè, mặt nạ mùi rất là thơm dễ chịu, thơm y chang giống như cái mùi mà ở bên đây người ta gọi là cam máu, trái cam ở ngoài màu vàng cắt ra ở giữa cái lớp nó màu đỏ, hoặc là người ta gọi là bưởi hồng á, thì nó là màu đỏ. Cái mùi thơm của nó, mùi thơm đặc biệt. Đây nó có cái chất tinh chất hạt nho ở trong này nữa, giúp cho, rồi cái tinh chất cái trái bưởi hồng này ha, giúp cho dưỡng ẩm cho cái da, giúp cho săn chắc cơ mặt của mình, mà giúp cho da mặt của mình nó trắng sáng
nó trắng sáng nha các chị nha, thích hợp cho mọi loại da. Loại cái loại mà mặt nạ này nè, nó nâng cái cơ mặt của mình lên ha, nó săn chắc, giúp cho da của mình nhìn nó trẻ hóa, trông nó tự nhiên hơn, trẻ hóa cái da ra, nâng cái cơ mặt của mình lên, giúp cho cơ mặt của mình nó giúp cho mặt của mình nó trắng sáng. Đó là cái công dụng của nó. Thì một hộp mặt nạ như vậy giá là 450. Chú cho chị hai sữa vanilla và vani cho chị rồi chưa? Ok chị Ngân Ngân Nguyễn, em có chốt cho chị Ngân Nguyễn rồi nha. Em có chốt cho chị Ngân Nguyễn rồi. Thì một cái hộp mặt nạ như vậy, mùi thơm rất là dễ chịu mà mình dễ xài lên trên mặt mình lắm. Đó, hồi nãy em có thấm lên tay của mình cho các chị coi, thì mình sẽ xài lên trên mặt như vậy nè. Thì các chị sẽ thấy khi mà đánh lên á, nó có một cái chất dưỡng, cái chất dưỡng nó thấm vô trong da của mình. Mình xài khoảng tầm, để em coi thử bao nhiêu phút nè. Sorry. Nó sẽ làm bật cho cái tông da của mình lên. Những cái nó xuất hiện những cái nám hay là sạm da đồ này nọ, nó sẽ mờ đi, bật cái tông da của mình lên ha, cho cái da của mình tươi trẻ. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, mình sẽ bôi một cái lớp lên trên mặt với lại ở dưới phần cổ của mình. Mình để khoảng tầm Rồi, mình để khoảng tầm nửa tiếng, 20 phút cho tới nửa tiếng rồi mình rửa lại mặt nha các chị nha. Đó là cái mặt nạ của trái bưởi hồng, 450 một hộp. Còn cái này là thải độc, nếu các chị muốn thải độc cho cái cho chị bịch kẹo vàng. Em chốt cho chị Lưu Hoàng cái bịch kẹo vàng mát ca nha. Thank you chị Lưu Hoàng. Còn các chị muốn cái mặt nạ thải độc thì các chị lấy cái này cũng 450 luôn, nó bằng giá luôn. Một hộp như vậy mình xài được lâu lắm. Mình xài lâu lắm, nó nhiều lần trên cái mặt của mình thôi các chị ha. Khi nào xài xong mình đậy lại, kín lại rồi mình để thôi. Lúc nào xài tiếp thì mình lấy ra mình xài tiếp. Còn cái này mặt nạ thải độc, nó có matcha, nó có là cái trà xanh đó nha các chị nha. Cái matcha tea là nó có cái trà xanh nè. Nó có cái green clay á, là cái đất sét. Cái đất sét. Mushroom, cái nấm của Australia với cái đất sét để thải độc cho cái mặt của mình đó. Thì mặt nạ thải độc cũng 450 luôn. Các chị nhắn là mặt nạ thải độc 450 hoặc là mặt nạ hoặc là mặt nạ bưởi hồng 450 nha các chị nha, cũng 450 luôn ha. Mặt nạ này á, cái mặt nạ thải độc á thì mình xài á nó sẽ có cái màu này nè. Tại vì nó cái mùi của matcha, một mùi thơm rất là dễ chịu, mùi thơm mà giống như matcha với lại mà cái bơ nó quyện lại vậy đó, cái màu nó như vậy nè, cực kỳ tốt luôn. Thì chị nào lấy mặt nạ thì các chị nhắn mặt nạ thải độc với lại mặt nạ bưởi hồng nha, đồng giá là 450 hết. Muốn lấy cái nào cũng được ha các chị ha, muốn lấy cái nào cũng được. Cái này cái công dụng của nó cũng giống như cái kia, nhưng mà nó có một cái tinh chất để thải độc cho cái da của mình đó. Chị nào lấy thì các chị nhắn nha, chị nào lấy thì các chị nhắn mặt nạ ha, mặt nạ thải độc, mặt nạ bưởi hồng 450 một hộp. Một hộp này mình xài được cũng vài tháng mới hết. Thơm lắm, thơm cực kỳ luôn á. Okay. Rồi. Rồi, đây là cái kem mắt táo xanh nha các chị nha. Đây là cái kem mắt táo xanh. Từ từ để em máy cho các chị cái trà xanh này nữa. Rồi em like cho các chị cái kem mắt táo xanh. Nhiều đồ quá mà like mỗi bữa không có hết được. Không có hết được đồ. Khoan, để dừng lại ở đây một tí xíu, 5 phút. Mình sẽ chơi game mình sẽ chơi game ở đây một tí xíu ha. Không là em nói nữa là em quên. Em nói nữa là em quên. Ở trong cái hộp này nè. Cái hộp này là cái hộp lăn lăn mắt mà em lấy ra rồi, chỉ còn cái hộp không thôi. Em có một cái món em để ở trong này nè. Có một cái món, một cái hộp gì đó em để ở trong này. Cái hộp này nó có giá là từ 250 trở xuống. Đây là những cái món hàng mà em hay bán cho các chị giá dưới
Giá dưới 250, từ 250 trở xuống thôi, nó không có cái giá trên 250, mà là một cái hộp gì đó, một cái chai gì đó nha các chị nha, một cái chai gì đó. Thì mỗi người mình sẽ đoán, mình sẽ đoán được, mỗi người mình sẽ đoán hai lần thôi, mình sẽ đoán hai lần. Chẳng hạn như là, chẳng hạn như là chai thơm miệng, chẳng hạn như là chai này chai kia, những cái chai mà các chị hay coi like của em, các chị thấy em bán mà nó dưới 250 đó, thì không có mấy chai đâu. Thì các chị đoán thử rồi là cái chai gì nó nằm ở trong này, thì cái chai gì nó nằm ở trong này thì em sẽ gửi. Nếu các chị mà đoán đúng á, có chia sẻ livestream, các chị chia sẻ livestream xong các chị đoán đúng thì em gửi tặng cho các chị một cái phần quà nó nằm ở trong đó luôn. Cái phần quà nó nằm ở trong đây luôn nha các chị nha. Thì cái phần quà này nó sẽ nằm ở trong này luôn ha. Đó, mỗi người được đoán hai lần nha các chị nha. Các chị chia sẻ livestream xong, mỗi người được đoán hai lần. Mỗi người được đoán hai lần ha. Thì đó, giống như là chị Hân Sport, chẳng hạn như chị đoán chai xịt keo ong với chai kem đu đủ nè. Rồi, chị Châu Lý là son dưỡng môi hoặc xịt keo ong. Chai gì mà em có bán cho các chị á, nhờ 250, từ 250 trở xuống. Các chị cứ đoán đi, các chị cứ đoán. Mỗi người 3 lần đi, mỗi người 3 lần đi, cho nó dễ trúng. Cho nó dễ trúng ha các chị ha, cho nó dễ trúng. Đó chẳng hạn, son môi cùi các chị hay đoán đó, keo ong xịt họng chẳng hạn. Mỗi người có thể đoán 3 lần, các chị có thể đoán keo ong xịt họng. À, xịt thơm miệng, uống thơm miệng rồi nãy nãy kia tùm lum tà la đó, thì các chị có thể đoán dưới 250 trong cái hộp này. Thì các chị nghe em lắc, các chị nghe em lắc nè, mỗi người 3 lần nha, mỗi người 3 lần đoán, mỗi người đã 3 lần đoán, các chị đoán lại là món gì, cái chai gì trong đó, chẳng hạn như chai lăn mắt, chẳng hạn như chai keo ong, chẳng hạn như chai xịt, chẳng hạn như chai này chai kia, mà những cái chai mà em hay bán dưới 250. Các chị nhớ chia sẻ xong rồi các chị đoán nha. Các chị nhớ chia sẻ livestream xong các chị đoán, mỗi người được đoán 3 cái khác nhau á. Mỗi người được đoán 3 cái khác nhau. Cái quà tặng tặng cho các chị trong cái hộp này luôn. Tặng cho các chị cái quà tặng trong cái hộp đó luôn. Các chị cứ chia sẻ xong các chị đoán đi, khoảng tầm 5 phút rồi mình chốt game. Trong cái 5 phút đó thì mình sẽ like tiếp. Trong 5 phút đó thì mình sẽ like tiếp cái này. Mình sẽ like tiếp này, các chị nhớ nha. Các chị nhớ đoán trong này là cái gì ha. Đó, đúng rồi, giống như chị Hằng Bo đoán một lần vậy. Thì các chị đoán ở trong đó ha. Cái chai gì mà em hay, cái em hay bán cho các chị mà dưới 250. Dưới 250 em có bán cái đó cho các chị. Đó, cái gì. Các chị phải đoán cái nào mà người khác không có đoán cơ. Người khác không có đoán đó, mình đoán. Rồi, em chốt cho chị Nhuân Trần cái giỏ kim tuyến 800 nha. Thank you chị Nhuân Trần, giỏ kim tuyến 800. Toàn là cho người lớn không à. Quên cái này hoài thôi. Quên cái này hoài thôi. Để đây bao nhiêu lần rồi. Đây là một cái sản phẩm hiện tại nó đang nổi tiếng ở trên thị trường ở Úc của mình. Đó là cái kẹo Vitagummy Omega 3 cho bé. Bé nhà mình nhiều khi á, có đứa thì nó uống nó nhai thuốc, nó uống thuốc dễ. Đứa thì dễ, đứa thì khó. Nó không có phải đứa nào nó cũng dễ. Nhưng bảo đảm cái loại này nè, 100 bé thì 100 bé nó đều thích, nó đều sử dụng hết. Đó là cái vitamin. Ôi cha, game này hồi hộp dữ. Game này hồi xưa em có chơi rồi, nhưng mà maybe lúc đó Tracy chắc chưa biết em. Trời chị Bùi Liên nè, thông minh. Cha nước rửa tay cô. Rồi, tiếp cái này nha, các chị cứ đoán đi ha. Khoảng 5 phút rồi mình chốt sau. Thì vitamin tổng hợp nha các chị nha. Vitamin tổng hợp bổ sung omega 3 cho bé. Mỗi ngày bé nó nhai đó, mỗi ngày bé nó nhai á, thì thứ nhất là cho bé nó cao lớn nè. Thứ hai là não bộ của bé nè,
cho mắt của bé, cho não bộ của bé. Nó làm thành viên kẹo thôi, nhưng trong cái viên kẹo này nè, nó là cái vitamin chứ không phải là kẹo bánh kẹo để bé nó ăn chơi. Nhưng khi các chị cho nó ăn vậy nó rất là thích. Không có một bé nào mà không thích cái này hết. Không có một bé nào mà không thích cái này hết. Thì khi mà mình cho nó ăn, thứ nhất là nó thích, thứ hai là nó mừng, thứ ba nữa là nó tốt cho sức khỏe của nó. Nè, cho healthy cho sức khỏe của nó ha. Cho mắt của nó, rồi DHA là cho não bộ, omega 3 cho toàn cái body của nó, với lại không có bị nó không có bị giống như là sâu răng này nọ đó. Thì nó là vitamin tổng hợp. Thì một hộp như vậy á, giá của nó là 400 chị nào lấy cái này thì các chị nhắn giùm em sale cho các chị giá là 470 nha các chị nha. Giá là 470. Em chốt cho chị Hằng Bo một hộp, một cái hộp mặt nạ thải độc của thương hiệu Squid ha. Thank you chị Hằng Bo nè. Một hộp mặt nạ của thương hiệu Squid 450. Chai dưỡng gót chân. Chai dưỡng gót chân là hơn 250 rồi, dưỡng gót chân là 320 lần mà. Em chốt cho chị Trần Quỳnh Anh một hộp vitamin tổng hợp 470 cho omega 3 của Healthy Care nha. Cái này là 250 viên nha các chị nha. Nó tới 250 viên lận. 250 viên lận để bé nhà mình nó nhai. Bé từ 2 tuổi trở lên, tại vì bé nó biết cắn biết nhai rồi á, thì bé nó sẽ ăn cái này mỗi ngày nè, 4 viên một ngày. Mình phải giấu đi nha, mỗi ngày mình cho 4 viên thôi. Nhưng mà thằng Ben con em nó ăn lại như vậy á, thì em có thể em cho nó ăn 5-6 viên luôn á. Nhưng mà cái này á, trên sản phẩm nó ghi là 4 viên. Thì mỗi ngày các chị sẽ cho bé con nhà mình ăn 4 viên. Bé từ 2 tuổi trở lên cho tới lớn luôn, 5-7 tuổi, 10-10 mấy tuổi đều xài cái này hết ha các chị ha. Thì của thương hiệu Healthy Care. Nó, cái hồi trước nó cái mẫu cũ nó xấu hơn. Cái này nó đổi mẫu rồi nè. Cái mẫu mới nó đẹp hơn mẫu cũ nhiều luôn. Nó đẹp hơn mẫu cũ nhiều luôn. Thì một hộp 470. Em chốt cho chị Trần Quỳnh Anh một hộp Vitagummy nha. Omega 3 cho bé ha. Vitagummy cho bé. Chị nào lấy cái này thì các chị nhắn nha. 470 ngàn một hộp. Một hộp mà 60 viên thôi nó đã là 320 rồi. Nó đã là 320. Cái này là 250 viên luôn á. 250 viên lận, 250 viên lận. Thì em sale cái giá tốt nhất có thể mang tới cho các chị. Hồi trước cái này là 550 một hộp á. Bây giờ gửi về thứ nhất ký nó mắc, thứ hai nữa là em ráng để cho các chị cái giá mà tốt nhất có thể. Cho nên em sale 470 thôi. Chị lắc thì cho em một hộp Vitagummy cho bé 470 nha. Cho bé 470 thank you chị. Thank you chị ha. Chị nào lấy nữa thì các chị lấy. Chốt cho chị xì một hộp nha. Bảo đảm là có với lại mùi mũi ăn như điên luôn. Bảo đảm là có mùi mũi ăn cái này là ăn như điên luôn á. 470 ngàn một hộp. Thank you chị. Chị nào lấy cho con mình nữa thì các chị nhắn nha. Em để ở đây hoài mà em cứ quên hoài luôn. Em cứ quên suốt không có có like hoài. Mà hôm nay mới tự nhiên mới nhớ chụp lên like cho các chị nè. Đó là cái sản phẩm cho bé. Rồi cho người lớn luôn ha. Đây là cái sinh gum. Đây là cái sinh gum mà cho người lớn của mình ăn ha. Nhiều khi mình mệt mỏi quá, rồi miệng mình lạc cả ngày mình đi làm, tới trưa mình ăn xong rồi có mùi mình không có đánh răng được, tại vì ở ngoài này nọ đó. Thì các chị sẽ nhai cái sinh gum, làm cho mình giảm stress, làm cho mình dễ chịu. Thứ hai nữa là thơm tho, trắng răng. Khi các chị nhai cái này trắng răng, nhai ghiền luôn. Cứ nhai sinh gum là bị ghiền. Thì cái sinh gum này á, là sinh gum của Úc ha các chị ha. Sinh gum của Úc. Mayorella. Một chai như vậy là nó có 64 gram nha các chị nha. Một chai như vậy là nó có 64 gram ở trong này. Thì nó có 3 màu. Một màu á, là lá min là màu xanh nè. Cái màu này là extra white, là màu cái trắng. Còn cái vị này là bubble mint, nó có cái vị giống như là màu hồng á, sugar free, chắc chắn là nhai không có bị sâu răng, thơm miệng, trắng răng, ngon,
giảm stress mà khi mình ăn á, một hồi mình nhai một hồi lâu nó không có bị bủng. Thì em một chai rất là khó bán, cái sinh gum đó ở bên Úc nó đắt tiền lắm, thì một chai nó khó bán lắm, em không có bán một chai được mà em bán một cái combo có ba mùi như vậy là thôi. Thì hôm nay chị nào lấy cái combo thì em xem các chị là 320.000 một cái combo này nha các chị nha, 350, nhưng mà em sale cho các chị là 320, tính sale 300 nhưng mà không nổi, tại này nó đắt á, nó đắt tiền á, cho nên em sale không có nổi, em sale 320.000 một cái combo này. Nếu các chị lấy 6 chai á thì giá là 600 được, mà các chị có ăn cái sinh gum. Nhưng cái sinh gum á nó không có cái hạn chẳng hạn như 6 tháng 1 năm đâu nha các chị nha. Hồi xưa giờ em bán bao nhiêu lâu nay á thì sinh gum trước giờ em đi mua á, lúc nào cái hạn cũng nói là từ nửa năm trở lại thôi, nó không có cái hạn xa hơn. Vậy các chị nhớ là tùy theo sản phẩm, mỗi sản phẩm nó đều có cái hạn sử dụng của nó hết. Chẳng hạn như này là tới tháng 11 năm 2021 nè, chẳng hạn giống như thải độc gan nó tới cuối năm 2022, tùy theo mỗi sản phẩm. Còn bánh kẹo này nọ đó, bánh kẹo này nọ thì nó sẽ lúc nào cái hạn nó cũng sẽ gần hơn, 3 tháng, 2 tháng, 4 tháng, tùy theo 5, 6 tháng là cái hạn của nó như vậy ha. Chẳng hạn giống như là cái này. Chẳng hạn như cái hộp bánh này thì để em coi cho các chị là cái hạn nó bao nhiêu nha. Cái hạn của nó đâu rồi? Nè, chẳng hạn như là cái hộp bánh này nó sẽ là 21 tháng 9 năm 2020, thì tùy theo cái sản phẩm mà bánh kẹo nó chỉ vậy thôi, các chị nhớ là nó vậy. Thì cái sinh gum này á nó tới tháng 10 năm 2020 nha các chị nha. Thì sinh gum này bây giờ là tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 là nửa năm, là tương đối cái hạn là xa rồi. Tháng 8 năm 2020, tháng 10 năm 2020, tháng 11 năm 2020. Đó. Thì cái hạn như vậy là xa rồi đó. Chị nào muốn lấy sinh gum thì các chị nhắn 320.000 một bộ như vậy, có 3 cái. Một cái là 64 gram. Đó là sinh gum của Úc của mình. Các chị nhai không sugar free, nó không bị đường. Nó ngọt thanh, nó thơm, nhưng mà nó là sugar free, nó không có đường đâu nha các chị nha. Em chốt cho chị Trần Quỳnh Anh là hai lọ sinh gum, hai lọ là hai bộ hả? Chị Trần Quỳnh Anh là hai bộ hay là hai lọ, tại vì em bán một bộ là ba vị ba loại gì nè là 320, các chị lấy hai bộ vậy thì 600 cho hai bộ, còn một bộ là 320. Chốt cho chị Trần Quỳnh Anh một bộ hay hai bộ. Chị Lucky Dream một bộ sinh gum nha, chị nào lấy nữa thì các chị nhắn ha. Sinh gum là lúc nào ở ngoài xem cũng có hết, ông xã em lúc nào cũng ăn hết, lúc nào mà chạy xe hay ở nhà hay nhiều khi mình mệt mỏi hay mình lạc miệng stress, nhiều khi mình mới ăn xong hay đi làm mà cả ngày chưa ăn răng này nọ thì mình cứ nhai, nó sạch răng của mình lắm, nó trắng răng nữa. Cái loại này nó là extra này, nó làm cho mình trắng răng. Cái extra của Úc các chị ăn nó khác hẳn sinh gum của Việt Nam thôi. Chị Thúy Triều một hộp một cái bộ sinh gum ha, thank you chị Thúy Triều. Rồi chị Trần Quỳnh Anh là một bộ sinh gum ha, thank you chị Trần Quỳnh Anh. Hồi trưa em có hỏi chị đồ tặng sếp, đang suy nghĩ nè. Tại vì bây giờ á, áo nè, có thể là mua áo được không? Chị Pha Lê có thể mua áo cho sếp được không? Áo sơ mi hoặc nước hoa không thích rồi, hoặc là giày, giày thì cho em cái size số giày, bóp, có bóp, em có hai cái bóp CK. Chị Pha Lê đợi chút xíu nữa hay là ngày mai á, em cho mấy cái ý kiến rồi em chụp cho chị mấy cái món, chị thích món nào thì lấy tặng sếp cái đó. Thì mua tặng sếp cái món đó nha. Chị nào lấy sinh gum nữa thì các chị lấy. Nếu tin nhắn của mình bị ẩn thì các chị cứ yên tâm xuống like, em check lại hết tin nhắn, em sẽ chốt cho các chị vô trong tin nhắn. Nếu mà bị ẩn mà em không có đọc lên trên này á, cho nên các chị nhớ là các chị chốt là mình có hàng hết nha. Đó là cái bộ sinh gum ở bên mình. Hello chị Huỳnh Lan. Nhắn tin cho em món nào cũng được, em xem hình nhé. Ok chị Pha Lê nha. Ok chị Pha Lê. Rồi, đây là cái chai kem mắt táo xanh ở bên mình thôi các chị ha. Đây là, ủa khoan khoan, từ từ đã nha. Cái game đã nha.
cái game xong rồi mình chốt tiếp, cái game xong rồi mình chốt tiếp. Thấy chị không, chị đạt thu em không thấy đâu, bây giờ em mới thấy chị đạt thu á, tin nhắn của chị em không thấy. Hồi nãy giờ á em xem hết tất cả những cái comment của các chị nhắn ở trong này nè, chưa có người nào trúng game hết á, chưa có người nào trúng game hết. Thì bây giờ các chị nhớ lắng nghe nè nha, bấm nhanh lên liền không, chưa có chốt game đâu. Tại vì hồi nãy giờ em thấy các chị comment chưa có chị nào trúng hết. Cái món này hồi nãy em bỏ đại vô, nhưng mà thực chất là nó cũng hơi khó. Cho nên em sẽ gợi ý, em sẽ gợi ý trong cái hộp này nó có cái món gì dưới 250 ngàn. Thì cái này á nó tầm khoảng từ 160 cho tới 180 ngàn một cái. Cái này nó có cái một cái mùi, cái hộp này nó có cái mùi nha các chị nha. Chẳng hạn giống như là nó có cái mùi mà gợi ý làm sao ta, cho người mà giống như là lớn tuổi hay dùng nó đó. Giá nó từ 160 tới 180 thôi, người lớn tuổi hay dùng nó mà nó có cái mùi, cái chai á nó có cái mùi. Rồi các chị đoán đi, nhanh lên. Gợi ý thì dễ lắm. Giá từ 160 tới 180 ngàn thôi. Cái chai này nó có cái mùi mà người lớn hay hay nhất là người lớn, nhất là người lớn. Rồi, các chị cứ đoán đi ha. Các chị cứ đoán rồi. Các chị cứ đoán nha. Đây là cái chai kem mắt táo xanh ha. Lâu lắm rồi em không có like lại cái chai kem mắt táo xanh này nha các chị nha. Lâu lắm rồi em không có sale cái chai kem mắt táo xanh này. Đây là cái chai kem mắt táo xanh 5 trong 1. Rồi chị Thủy Tiên Nguyễn Thị nè, em không có thấy tin nhắn của chị nhắn cho em trong tin nhắn, cho nên á chị nhớ là hôm qua nói cái hạn của cái gì á, chị nhớ nhắn cho em trong trong tin nhắn nha, chị nhớ nhắn cho em vô trong tin nhắn. Đây là cái chai kem mắt táo xanh ở bên mình. Rồi các chị cứ đoán đi 1 phút nữa. Cái chai nó đẹp giống như vậy nè, thương hiệu nó là của Lanoper, cái thương hiệu của nó là cái thương hiệu của Lanoper ha. Một chai á là 30 ml nha các chị nha, một chai là 30 ml. Nó là cái 5 trong 1, đây là nó hội tụ hết luôn. Chẳng hạn á như cái chanteo á là nó tan cái bọng mắt, chẳng hạn như cái treo của là Rebirth á là nó mờ đi cái thâm. Cái này là nó 5 trong 1. Thứ nhất nè, chống lão hóa cho mắt nè, chống nhăn cái đuôi mắt của mình nè, nó tan bọng mắt nè, nó làm mờ đi. Nhiều khi mình thức khuya mà dưới này nó có cái đường mà thâm đó, thâm mắt nè ha các chị ha, giúp cho mắt của mình nó tươi trẻ, nó trắng sáng. Đây là 5 trong 1 nha các chị nha, cái loại này nó là 5 trong 1. Các chị vừa đoán, các chị vừa nghe em nói nha. Chị có tế bào gốc không? Có nha chị Thương Nguyễn ơi, đợi em một tí xíu ha, đợi em một tí xíu. Thì một chai như vậy nó là 30 ml nha các chị nha. Đây 66 cái code rồi. 356854. Mày mày làm gì vậy? 356854. Thì một chai như vậy nè, giá của ở bên mình là 500 rưỡi một chai. Trong tối hôm nay trễ 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 em sale cho các chị là 400 rưỡi. Em sale cho các chị là 450 ngàn một chai nha. Xong này em lấy tế bào gốc cho. Xong này em lấy tế bào gốc. 450 ngàn một chai kem mắt táo xanh. Nó làm từ cái tinh chất táo xanh là nhiều nhất. Ở trong này nó có táo xanh nè, nó có ngọc trai nè, nó có vitamin E nè, nó có cái trái bì quất đỏ nè, nó có lô hội collagen để làm mình trẻ hóa mắt của mình. Với lại cái cây hoa này nè, flower oil nè, ngọc trai ha.
thì nhiều cái tinh chất ở trong này, đặc biệt là cái tinh chất táo xanh, nó là 5 trong 1 nha các chị nha, 5 trong 1, một chai 30 ml, mình xài ít nhất cái chai này phải 6 tháng mới hết, 6 tháng cho tới 1 năm. Cái kem mắt táo xanh, kem mắt táo xanh 5 trong 1 thì mình sẽ xài mỗi ngày á, tốt nhất là 2 lần sáng tối. Khi các chị về cái chai này là cái chai em xài rồi, khi các chị về cái chai mới á, nó có cái chiếc lá ở đây ha, mình gỡ cái chiếc lá ra. Ở đây nó có cái xịt này nha các chị nha. Ở đây nó có cái xịt thì mình sẽ xịt ra ha các chị ha. Thì đây là cái nè. Này tại vì lâu rồi nó có cái đây. Nó có cái này. Khi mà mình xịt ra mình thoa ha. Dưới cái phần mắt của mình này nha các chị nha. Đặc biệt dưới phần mắt nè. Đuôi mắt của mình nè, mình xài kem á là từ đây xuống thôi. Đuôi mắt của mình, dưới cái đuôi mắt nha. Dưới mắt, đuôi mắt với lại toàn trên mắt của mình luôn để cho nó chống bị bục mắt đó. Nó là năm trong một cái hội tụ hết luôn. Nó hội tụ hết luôn ha các chị ha. Chị Hồng Nguyễn hỏi là có sự béo của Nga không? Không có nha nha các chị nha. Đó, thì nó là cái năm trong một của cái kem mắt táo xanh. Thì hôm nay chị chỉ có giá 450 ngàn thôi. Một chai. Chai này là rẻ nhất từ trước đến giờ. Em chốt cái này cho chị Lucky cho em một chai kem mắt táo xanh nè. Chị pha lên một chai kem mắt táo xanh. Chị nào lấy kem mắt táo xanh nữa thì các chị nhắn giùm em cái kem mắt táo xanh nha các chị nha. Chị nào lấy nữa thì các chị nhắn giùm em cái kem mắt táo xanh. Giá hôm nay là 450 thôi, 450 ngàn một chai kem mắt táo xanh thôi. Kem mắt táo xanh của mình 450 nha. Chị nào lấy nữa thì các chị nhắn giùm em là cái kem mắt táo xanh ha. Để em ra em lấy cái tế bào gốc cho chị Thư Nguyễn coi nha. Tin nhắn nó bị ẩn nhiều lắm, tin nhắn nó bị ẩn nhiều lắm cho nên không nghe em đọc thì xuống check like thì em gửi vô trong tin nhắn cho các chị ha. Đây là cái tin, đây là cái tế bào gốc của Lanoperm màu tím nha các chị nha. Hồi nãy chị gì hỏi em đó, sữa béo của Nga không có đâu chị Hồng Nguyễn ơi. Em bán hàng ở Úc ha, còn sữa béo của Nga là em không có. Sữa của Úc thì có, nhưng mà sữa béo của Nga thì không có. Ngày mai em sẽ post lên, chuẩn bị đây em sẽ bán sữa cho các chị, sữa cho bé. Chẳng hạn như sữa Aptamil, sữa Aptamil Pro, sữa Age of Platinum, Pediasure, Kids Essential, rồi sữa Nans S26, tất cả em đều bán tất cả các loại sữa. Các chị muốn đặt sữa cho con á thì các chị cứ nhắn cho em đặt sữa cho con nha các chị nha. Pediasure, sữa tươi nguyên kem A2 S26 Devonel, rồi đủ thứ hết. Nói chung là tất cả các loại sữa ở Úc cho dành cho con mình thì các chị cứ đặt qua đây ha. Đây là cái set tế bào gốc của mình của thương hiệu Lanoperm. Tế bào gốc này nó có 6 chai nha các chị nha. Đặc biệt khi các chị sử dụng cái tế bào gốc này nè, nó làm mờ đi cái vết sạm với lại mờ đi cái vết nám tàn nhang. Nám tàn nhang sạm cho mình ha. Nhưng cái loại tế bào gốc này đặc biệt nó là nâng cơ. Đây là cái loại nâng cơ nha các chị nha. Cái màu tím này nè, các chị cứ tìm hiểu cái sản phẩm của nó. Cái màu tím này là nó là nâng cơ đó. Thường thường á, cái khi mà mình có cái dấu hiệu lão hóa từ 35 tuổi trở lên á thì mình sẽ có cái dấu hiệu mà chảy xệ đó, thì nó sẽ nâng cái cơ mặt của mình lên, không có chảy xệ, mờ đi sạm, nám tàn nhang, chống lão hóa cho da mặt của mình, giúp cho da mặt của mình nó mịn màng, nó trắng sáng. Đó là cái tế bào gốc của Lanoperm màu tím. Một set như vậy á, giá bên mình á là 800 ngàn một set ha. Chị nào muốn lấy thì các chị nhắn giùm em. Giá là 800 ngàn một set tế bào gốc nha các chị nha. Chị Nguyễn Thu hỏi em thấy chị không. Chị nhắn nhiều lần rồi nó không thấy cái gì hết. Chị Nguyễn Thu nhắn em không thấy cái gì hết á. Thấy chị không? Thấy, thấy rồi, thấy rồi. Nguyễn Thu là thấy chị không? Nguyên là em thấy chị Nguyễn Thu rồi nè. Thấy chị không? Có thấy rồi nha.
nha chị Nguyễn Thương ơi, chị Thương Nguyễn Thương hay Thương Nguyễn gì hồi là hôm bữa giờ chị đợi em bữa giờ tế bào gốc, thì đây là cái set tế bào gốc của Lanopar ha, 800 một set. Chị nào muốn lấy thì các chị nhắn nha, chị nào muốn lấy thì các chị nhắn. Nhưng nếu các chị mà từ dùng như thế nào đúng không, cái này á là một tiếp như vậy, một hộp như vậy nè, nè cái chai như vậy, nó có là 10ml ha, nó tinh chất ở trong này, nó đậm đặc. Thì khi mà mình xài á, mình sẽ mở cái này ra nè, mở cái nắp này ra nha các chị nha. Giờ em mở cái nắp này ra thì nó có cái bạc này, mình mở cái bạc này ra luôn, mình bỏ cái này vô ha. Khi mà mình xài á thì mình sẽ giọt lên trên tay của mình vài giọt, chấm đều lên trên mặt, xoa massage đều lên trên mặt của mình nha, mỗi ngày 2 lần sáng tối cho em. Thì các chị xài cái tế bào gốc này nè, nó cực kỳ hiệu quả cho mỗi người. Nhưng nếu các chị mà từ 35 tuổi trở lên thì các chị xài cái này càng tốt. Từ 35 tuổi trở lên thì các chị xài càng tốt nữa. Đó là cái tế bào gốc của Lanopar, 800.000 một set ha. Chị nào muốn lấy thì các chị nhắn. Chị đoán tiếp Bengay. Em ở Úc tự nhiên đoán tiếp Bengay, ở bên Mỹ em có bán Bengay đâu mà đoán Bengay. Bengay là của Mỹ, tự nhiên chị Nguyễn Thu đoán tiếp Bengay. Rồi, 32 tuổi là cùng cái này á, thì nói là tốt nhất từ 35 tuổi trở lên thôi, nhưng mà mình 30 28, 29, chẳng hạn như 12, chẳng hạn như 15, 17, 18 này nọ thì không có cần xài tới cái này. Nhưng mà từ cái giống lão hóa là từ tầm từ 30 tuổi trở lên là mình xài được rồi. Là 30 tuổi trở lên là mình xài được rồi. Chị Thương Nguyễn 32 tuổi là xài được rồi. Từ 30 trở lên là bắt đầu xài. Chị Thủy Tiên Nguyễn Thị, chị lấy cái tế bào gốc Lanopar phải không? Giá là 800 một set ha. Chị nào lấy thì các chị nhắn dạng hàng sử dụng là năm 2022 nha các chị nha. Cái hàng sử dụng ở đó của đây. Vậy đáng xịt mũi. Rồi, chị nào lấy thì các chị nhắn nha. Chị nào lấy thì các chị nhắn. Giá là 850 ha. Oh, sorry. 850 nhưng mà đang sale là 800, giá là 800.000 một set. Chốt cho chị Thủy Tiên Nguyễn Thị một set nha. Chị Thủy Tiên Nguyễn Thị một set. Nguyên ơi không thấy mình hả, buồn ghê. Chị Hà Nguyễn nhắn cái gì vậy chị? Chị Hà Nguyễn nhắn cái gì vậy? Chị Thương Nguyễn lấy một set ha. Chốt cho chị Thương Nguyễn một set tế bào gốc của Lanopar nha. Chị Thương Nguyễn set. Chị Thủy Tiên Nguyễn Thị một set nè. Dạ rồi. Thank you hai chị. Chị nào lấy nữa thì các chị nhắn cái đó. Đạt Thu comment mà không thấy nè. Giờ em mới thấy. Rồi các chị comment hết chưa? Hết xong hết rồi á thì mình chốt game nha. Tẩy tế bào chết có sale không chị? Tẩy tế bào chết không có sale. Tẩy tế bào chết cái giá tốt nhất 500 là rẻ nhất rồi. Cái đó không có rẻ hơn được nữa. Cái tẩy tế bào chết thì không có rẻ hơn được nữa, giá là 500 một chai rồi. Nó không có rẻ hơn được đâu. là tại cái tế bào chết á. Chị Yến Phạm hỏi tế bào gốc da nhạy cảm xài được không? Dạ được. Da nhạy cảm xài được nha chị. Không, cái thương hiệu của Lanopar nè, đặc biệt cái thương hiệu của Lanopar đó, những cái tinh chất này nè, các chị xài cái da mà nhạy cảm cũng xài được, không có vấn đề gì hết á. Đặc biệt là serum nữa, nó không có bào mòn cái da của mình, giống như cái da của mình nó không có bị hư theo kiểu mà cái kem trộn này nọ, không có đâu. Cho nên các chị da có dễ dị ứng, da có mỏng, da có dễ nhạy cảm, các chị xài bình thường hết ha. Các chị xài bình thường hết. Mình hỏi sữa ông chúa tươi có công dụng gì vậy, bạn nói lại cho mình nghe với. Rồi, chị Yến Phạm có lấy thì chị Yến Phạm lấy nha. Tại tin nhắn của chị Yến Phạm em không thấy, sorry chị. Cho nên em không có trả lời. Chị Hà Nguyễn hỏi sữa ông chúa có công dụng gì. Chị Hà Nguyễn nè, sữa ông chúa em nói nhanh qua thôi ha. Sữa ông chúa thứ nhất
là nó mờ đi sạm nám tàn nhang cho bên sau bên trong, đẹp cho tóc, cho da, cho móng, giảm cái cân bằng lại cái cholesterol, giúp cho cái bao tử của mình tốt hơn, giúp cho mình ngủ ngon hơn, là cái công dụng chính đó, là cái công dụng chính của cái hộp viên uống sữa ông chúa. Căng mịn da, da của mình nó không có bị khô da, với lại nó đẹp hơn, cái da của mình nó đẹp hơn, nó mịn màng hơn. Đó là cái công dụng chính của sữa ông chúa đó. Em chốt cho chị Yến Phạm cái tế bào gốc Lanoper nha. Thank you chị Yến Phạm. Da của chị mà dễ nhạy cảm với dễ bị dị ứng này này nọ thì các chị sẽ các chị xài cái này là tốt nhất, tại vì cái tinh chất serum cái tế bào gốc của nó đó. Thường nguyện tại tế bào chết thì 500.000 một chai, không có giảm. Cái đó thì không có giảm được luôn, cái đó là giá rẻ nhất rồi. Thank you chị Hà Nguyễn ha. chị Hà Nguyễn đi làm gì cũng khuya. Rồi, hôm nay em có cái set này là cái set dầu thơm tự nhiên, dạo này khoái cái set. Thứ nhất là cái set nó thơm, thứ hai là cái set nó vừa tiền. Nói chung là cái giá nó được special, nó good đó. Thì đây là cái set nước hoa Matcha Corp nha các chị nha. Một set như vậy á, nó có 4 chai. Một chai là 4 ml, một chai là 4 ml hết ha. Một chai là 4 ml hết. Thì rồi, thì cái set này á giá là 1.1 triệu một set nha các chị nha. Cái set này thì giá là 1.1 triệu một set. Một set nó có 4 chai. Chai Matcha Corp màu đen nè ha, đủ mùi cho mình xài thử luôn. Màu màu hồng á, cái chai màu hồng nó y chang như cái chai cái set ở đằng sau mà em để đó. Rồi cái chai màu xanh là cái nắp nó có cái bông màu trắng 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 nó ụp lên trên cái chai. Cái chai này màu trắng bông vàng. Thì các chị nhìn bốn cái chai nó là cái chai nó cái kiểu giống như vậy nè. Cái kiểu giống vậy nè ha các chị ha. Đó, bốn cái chai kiểu giống vậy. Mùi thơm của Matcha Corp á nó nổi tiếng, chẳng hạn như Versace, chẳng hạn giống như là nó nổi tiếng hơn cả CK nữa. Thì cái mùi của Matcha Corp thì các chị có xài qua rồi á thì các chị sẽ thấy. Chị Lan Hương một tẩy tế bào chết. Từ từ, để em lấy cái tẩy tế bào chết cho các chị coi nha. Chốt cho chị Lan Hương một chai tẩy tế bào chết, giá là 500 một chai ha. Đây là cái chai tẩy tế bào chết ở bên mình nè. Tẩy tế bào chết này thì xài cực kỳ sướng, dành cho mặt với cả toàn thân luôn. Nếu các chị không xài toàn thân mà các chị tiết kiệm thì các chị xài cho mặt thôi. Nhưng cái này có thể là vừa cho mặt vừa cho toàn thân. Toàn thân thì mỗi tuần hai tuần gì mình xài một lần, cho mặt thì mỗi tuần mình xài một lần. Nó có cái hạt cát rất là nhỏ, không có làm cho da mình bị đau rát. Nó tẩy đi một cái lớp tế bào chết trên cái cơ thể của mình, trên cái khuôn mặt của mình ha. Thì cái tinh chất của nó là như vậy nha các chị nha. Nó cái tinh chất vàng, hạt vàng ở trong này á, thì nó có những cái hạt cát mà nhỏ xíu thôi, nhỏ xíu ở trong này thôi. Khi mà mình xài nè, các chị sẽ xài trên mặt của mình hoặc toàn thân, bôi đều lên hết ha, bôi đều lên hết. Các chị để khoảng tầm 2 phút là mình ủ nó. Mình ủ nó khoảng 2 phút. Thứ nhất tẩy tế bào chết, thứ hai nữa là nó ủ trắng. Khi mà các chị xài á, khi mà các chị xài để khoảng 2 phút nha. Khi mà mình đi tắm á, mình lấy hết thực chất toàn thân thôi. Nhưng mà em tắm thì em lấy cũng một khúc thôi, là mình chà nó đều ra hết trên cái cơ thể của mình rồi, hay cả mặt của mình nữa. Để 2 phút xong rồi các chị sẽ massage. Massage như vậy nè, massage hết như vậy, trên cả mặt, trên cả toàn thân. Xong rồi á, các chị dội lại người, các chị cứ tắm, sữa tắm đồ này nọ bình thường. Mặt mình thì mình rửa lại bình thường ha. Massage xong thì mình rửa lại, massage 2-3 phút chẳng hạn như vậy massage. Thì nó sẽ lấy đi một cái lớp tế bào chết cho mình, giúp cho mình trắng, giúp cho mình sáng cái da, trắng cái da. Mà khi tẩy xong á, cái người mình nó nhẹ như bông á, mình cảm giác được cái người mình nó nhẹ như bông á. Rồi á, các chị không có tắm một loại sữa tắm nào mà bằng khi mà vừa tẩy da chết xong mà các chị cảm giác được cái da của mình nó mịn cái loại này. Những cái loại tẩy tế bào chết kia thì nó tẩy tế bào chết xong rồi cái da của mình nó bình thường, nó bật cái tông da nó sáng lên thôi. Nhưng cái này này nha, nó lấy đi một lớp tế bào chết, nó ủ trắng da của mình, nó bật tông da lên, nhưng mà nó làm cho da của mình mà mịn không tưởng.
Các chị cứ suy nghĩ là cái mịn mà không tưởng như là cái da em bé của mình vậy đó. Tại vì khi nào mà em tẩy xong, em tắm xong á, trời nó phê là mình, đó là cái công dụng của nó. Thì một chai như vậy 330 g của thương hiệu Aron nha các chị nha. Giá là 500 ngàn một chai. Hồi nãy chốt cho chị Lan Hương, em không tính like nhưng mà chị Lan Hương lấy á, cho nên em lấy cho chị coi luôn. Chị coi rồi các chị khác coi luôn, chị nào muốn chốt tại tới mà chết thì các chị lấy. Cái này thì nó tiện luôn cho mình cả mặt cả toàn thân luôn. Thì nè, để em chà ra cho các chị coi cái lớp tế bào chết của nó. Nó có cái hạt cát nhẹ thôi. Cái hạt cát rất là nhẹ, không có làm cho da mình bị rát, không có làm cho da mình bị đau. Thì khi mà mình xoa nó sẽ lên như vậy nè. Giá là 500 ngàn một chai ha. Hồi nãy em hay bán chung với cái cặp kia, bán chung với cái cặp mà chị nào mà lấy cái này với lại cái chai Aeron mà màu hồng á là 950 một cặp á, trắng với hồng là 950 một cặp, có hai chai hồng thì 900. Đó là cái này chị Lan Hương một chai thêm kiểu chị. Còn nước hoa mát Jacob á thì cái này là bôi nha các chị nha, cái này là bôi ha. Thì mỗi chai mình sẽ bôi cho mỗi vị, mình để trên bàn trang điểm. Cái chai của nó dễ thương cực kỳ, mini nhỏ nhỏ xinh xinh mà mùi rất là thơm, thơm rất là đặc biệt của bốn cái mask Jacob. Thì một chai là 4 ml, giá mình sale có 1,1 triệu thôi, 1,1 triệu thôi. Các chị mua cái này nè, có nhiều chỗ nó bán rất là đắt, 1,5 triệu, 1,6 triệu, 1,4 triệu, 1,3 triệu cũng không có luôn á, rất là đắt tiền. Nó là một cái nước hoa thương hiệu cao cấp mà cái set như vậy nó đắt tiền lắm, cái set như vậy nó đắt tiền lắm. Thì ở bên mình sale có 1,1 triệu một set thôi. Chị nào muốn lấy thì các chị nhắn nha. Nước hoa của Daisy Marc Jacobs có 4 chai một set ha, 1,1 triệu. Chốt cho chị Thủy Tiên Nguyễn Thị một chai tẩy tế bào chết nha. Thank you chị Thủy Tiên Nguyễn Thị nè. Dạ rồi, em chốt cho chị Thủy Tiên Nguyễn Thị rồi, cảm ơn chị. Còn cái set nước hoa này là 1,1 triệu, chị nào lấy thì các chị nhắn. Chị Thương Nguyễn hồi hồi trước chị có lấy một cái tẩy tế bào chết rồi đó, nhưng mà chưa gửi hàng, chưa lấy đó. Giờ chốt lại cho chị nha, chốt lại cho chị Thương Nguyễn một chai tẩy tế bào chết ha. Có nước hoa Polo, nước hoa Polo của Nam á, ở Việt Nam hồi bữa em mang về, bữa tới em mang về cái chai 200 ml mà em quên giá rồi. Còn nước hoa Polo á, nó đang hình như nó cũng có special, để nước hoa Polo bữa sau em lấy. Hôm nay thì em không lấy của nữ. Sorry, polo của nam, thì em lấy có cái chai của CK thôi. Chai CK đang sale là 900 một chai thôi. Rẻ nhất chai CK free á. Còn polo thì bữa sau đi, để bữa sau em lấy polo cho. Chị Lăng Thị Thúy Triều tẩy tế bào chết là 500 một chai. Tẩy tế bào chết màu trắng là 500 ngàn một chai thôi các chị ha. Đáng lẽ là phải 550 nhưng mà em không có lên giá, em cố gắng lấy 500 thôi chứ. Cái này đáng lẽ là 550. Rồi chị nào lấy thì các chị nhắn nha cái set này ha. Còn nước hoa nam á thì đang có của CK được special thôi. Nước hoa nam thì đang có của CK được special. Cái CK này á là giá là 900 ngàn một chai thôi. Cái chai vừa sang vừa đẹp vừa thơm. Còn bánh gì không chị? Bánh bánh này còn cái bánh này nè, cái bánh này là cái bánh chị Quỳnh Anh nhớ cái bánh ý mà hồi Noel em bán không. Hoa anh thảo là 550 nha chị Thúy Hằng ơi, hoa anh thảo là 550 một hộp tinh dầu hoa anh thảo. Chị Trần Quỳnh Anh nhớ cái bánh ý không, thì hôm nay có cái bánh này nè. Cái bánh này nó y chang giống như là cái bánh ý mà hồi hồi hồi, hồi trước em bán á, hồi trước em bán mà Noel hình như chị cũng có mua, em nhớ là như vậy. Nhưng mà cái bánh này cái shape á, cái shape là cái hình, cái hình dạng của nó hơi hơi xấu, nó không có đẹp bằng cái bánh ý kia. Nó làm cái hình dạng vuông vuông như vậy nè, nhưng mà ăn cái bánh đó thì nó ngon. Để em lấy cho, nó làm hơi xấu, nó làm không có đẹp, nó làm xấu lắm, nhưng mà ăn ở bên trong thì nó vẫn ngon. Nó làm nè, nhìn nó không có đẹp đâu, nhưng mà cái bánh này thì mình mua về mình ăn thì được. Ở trên này á nó có cái hạnh nhân nè ha, nó có cái hột đường á, cái này là cái đường nhuyễn, đường mịn mà nó quện là thành một cục á. Thì ở bên trong á nó sẽ là cái giống như bánh mì với bánh bông lan. Phương Thương Nguyễn hỏi sữa tắm nãy giờ áo quyên rồi, đợi em một tí, bánh đó em không biết ăn. À bánh này chị không biết ăn hả?
thì đang có cái bánh này, nhưng mà tại vì em không bán là tại vì nhà em thì thích ăn cái này lắm, nhưng mà cái sếp nó hơi xấu, cái sếp nó làm hơi xấu cho nên em không có lấy nè, không có lấy nè. Để em coi thử coi ở ngoài còn bánh gì không. Bánh đợi tí xíu để em chạy ra. Chị Thúy Hằng Hoan Thảo là 550 nha, còn sữa tắm đợi em một chút xíu ha. Bà nó nghèo nghèo. À, bánh thì em đang có cái này thôi, em chỉ còn cái những cái bánh này thôi nè. À, chị Bình Anh chắc ăn hết rồi quá, maybe những bánh này ăn hết rồi á. Này là bánh ý nè ha, bánh ý này á thì một cặp của nó, bánh ý này thì một cặp của nó là 300, bánh ý này một cặp của nó là 300 nha. Bánh ý dừa thì một cặp của nó là 270, bánh ý dừa thì một cặp là 270, bánh ý tròn á thì cặp 300. Chị Nga Lê một chai tẩy tế bào chết ha, chốt cho chị Nga Lê một chai, thank you chị Nga Lê nha. Còn cái cặp bánh, bánh này hơi bị ngon, nếu mà chị nào chưa ăn bánh này thì các chị chốt cái cặp bánh này về các chị ăn thử. Đây là cái bánh yogurt nha các chị nha, cái bánh yogurt, bánh yogurt đó, em mở ra cho các chị coi. Cái này chắc chị Quỳnh Anh ăn hết trơn rồi quá. Thì ở nhà chưa có cái bánh nào thêm, thì còn mấy cái này hay là mấy cái em hay bán là nó ngon á. Bánh yogurt này á, một cặp nó là một bịch như vậy là 180 gram. Cái bánh á, cái lớp ở trên nó là làm yogurt nè, cái lớp trên nó là làm yogurt ha. Ở bên trong nó thì nó có trái cây, nó có cái raspberry, nó có nho, nó có cái trái dâu tằm màu đen á. Thì khi các chị ăn á, nó ngọt thơm của cái yogurt nè ha. Rồi ở giữa của nó là có cái trái nho, nó có cái trái raspberry. Khi các chị ăn vô nó thơm ngon cực kỳ luôn. Ở nhà em hay ăn cái này, không sợ em thích ăn, em cũng thích ăn cho nên em lấy bán cho các chị luôn. Thì một cặp bánh yogurt nó có hai màu ha. Một cặp bánh yogurt này nó có hai màu. Ở bên trong nó sẽ có 5 cái bịch giống như vậy nè. Bên trong nó có 5 bịch giống vậy, một bịch nó có hai cái. Thì hai màu nó sẽ có hai vị. Cái này ở trong của giữa nó là dâu, còn này thì nó có nhiều loại trái cây. Thì một cặp bánh yogurt bên mình hôm nay giá là 300. Chị nào lấy yogurt thì 320.000 cặp nha các chị nha. 320.000 một cặp bánh yogurt ha. Bánh yogurt thì 320.000 một cặp. Em hay bán cái này. Bánh táo á, bánh yogurt 320.000, loại nào cũng ngon hết á. Cái loại nào cũng ngon. Bánh táo nó giống như vậy nè, nhưng mà cái lớp ở trên như này nè, nó không có cái yogurt thôi, nó ít ngọt hơn cái yogurt một chút xíu. Đó là cái cặp bánh táo. Cặp bánh táo á là 300. Bánh táo này thì 350 một cặp nha các chị nha. Chị nào lấy bánh táo, bánh táo là 218 gram một bịch. Bánh táo thì 350 một cặp. Các chị muốn ăn bánh táo, bánh nào cũng ngon, loại nào cũng ngon hết á. Nhưng mà em hay bán cho nên hôm bữa giờ không có lấy, bữa giờ cũng không lấy lên, không lấy lên bánh. Thì các chị nhắn thì các chị có ăn mấy cái loại bánh này thì các chị nhắn nha. Chúc cho chị Thủy Tiên Nguyễn Thị là bốn hộp bánh yogurt là hai cặp bánh yogurt nha, hai cặp bánh yogurt. Với lại chị Trần Quỳnh Anh là một cặp dừa, 270 nè, còn có một cặp thôi.
cái cặp dừa thì còn có một cặp thôi. Em chốt cho chị Trần Quỳnh Anh một cặp bánh ý dừa nè. Thank you chị. Bánh quy về rồi. À, bánh quy về rồi. Hôm nay, ngày mai em gửi cho Tracy nha. Chuẩn bị Tracy có bánh quy ăn rồi cho xin feedback. Ngày mai em đưa cái đơn cho thằng Vũ nó ship qua cho chị. Dịch mới về tới á, mới vừa về tới. Mai em đưa đơn. Rồi chị Trần Quỳnh Anh lấy một cặp bánh do gọt nữa ha. Thank you chị Trần Quỳnh Anh nha. Rồi để bữa sau kiếm thêm bánh mới. Tại vì bánh thì nó có nhiều, nhưng mà nó phải là ngon cơ. Tại vì một cái bánh, một cặp bánh hoặc là một cái bánh như vậy nó bằng cái sô-cô-la, nó mấy trăm á, cho nên em chỉ lựa cái ngon nhất thôi. Còn những cái này là cái nào cũng ngon hết á. Những cái này là cái nào cũng ngon hết, cho nên em không có lấy lung tung. Rồi hồi kiếm thêm bánh kẹo, rồi ngày đó em like bánh kẹo cho các chị nha. Chị Trần Quỳnh Anh một cặp bánh do gọt nữa. Thank you chị Quỳnh Anh ha. Các chị lấy thử ăn cái bánh táo thì các chị lấy thử bánh táo. Bánh táo còn có 3 bịch thôi. Còn do gợt thì bao nhiêu cũng có. Bánh do gợt thì bao nhiêu cũng có. Rồi, bây giờ chốt game nha các chị nha. Bây giờ chốt game ha. Không chốt game là em quên. Lúc nào mà gợi ý, nó cũng là đơn giản nhất, dễ nhất cho các chị đoán. Thì chắc chắn các chị sẽ trúng cái game ha các chị ha. Thì chắc chắn các chị sẽ trúng game. Em sẽ mở trong cái hộp này ra. Rất là dễ. Chắc chắn á, là khi mà em gợi ý vậy là giống như là giải đáp cái câu hỏi luôn rồi, để các chị trúng game. Thì em sẽ gửi tặng hai cái phần quà. Đầu tiên các chị có cái comment mà chính xác nhất cho cái hộp này á, thì em sẽ gửi tặng cho các chị hai cái phần quà này nha các chị nha. Là cái phần quà trong cái hộp này. À, dễ lắm, đơn giản lắm. Đó là cái hộp, cái chai dầu xanh. Thì em nói, cái chai dầu xanh này giá bên mình là 170.000 một chai ha. Giá bên mình là 170.000 một chai. Các chị lấy một cặp dầu xanh thì giá là 300.000 một cặp dầu xanh. Còn một chai thì 370. Dầu gió Singapore, nước xanh, nước trắng ha. Cái này là màu trắng. Màu trắng cái mùi nó sẽ khác hơn màu xanh một chút xíu. Rồi còn cái chai đó là màu xanh. Đây là cái dầu gió nước trắng nha các chị nha. Đây là cái dầu gió nước trắng. À, hai người đầu tiên em sẽ gửi tặng cho các chị cái chai. Dầu này rất là thơm. Màu trắng rất là thơm. Màu trắng nó đắt tiền hơn là cái màu xanh nữa. Thứ nhất là cái chai mà có mùi người lớn hay xài. Cái mà giá từ 150 cho tới 180. Thì đó là cái chai dầu nước xanh. Kiếm lên từ đầu rồi. Từ kem dưỡng da tay. Từ kem dưỡng da tay. Rồi chai dầu thơm. Chị Nam Bi Đoàn là chai dầu thơm. Chị Đạt Thu là người đầu tiên đoán chai dầu xanh á. Cái này em gửi tặng cho chị Đạt Thu nha. Dầu xanh, dầu gió là nó đó. Chị Đạt Thu là người đầu tiên. Người thứ hai là chị Nam Bi Đoàn là dầu gió, dầu xanh. Người thứ hai là chị Nam Bi Đoàn là dầu gió, dầu xanh nha các chị nha. Đó là hai người đầu tiên mà trên cái like của mình. Trên cái like của mình tặng cho hai chị ha. Nabi Đoàn một cái Nabi Đoàn là lucky nè. Chị Nabi vừa trúng hai lần phải không? Nabi Đoàn với lại chị Đạt Thu ha. Rồi hôm nay là chị Đạt Thu may mắn rồi đó. Trong bao nhiêu lần chị chơi game cho em là từ bao nhiêu tháng trời nay không bao giờ chị Đạt Thu trúng. Rồi hôm nay là cái này gửi tặng cái phần quà này cho chị Đạt Thu nha, với lại chị Nabi Đoàn. Có thuốc nở ngực không chị Trần Gia Tuệ? Thuốc nở ngực hôm nay em không có. Hôm nay em không có thuốc nở ngực nha chị nha. Thuốc nở ngực thì phải có một cái loại nó rất là hiệu, phải kiếm một cái loại rất là hiệu quả. Phải kiếm một cái loại mà nó rất là an toàn á. Cho nên cái đó em đang đặt hàng nhưng mà không biết là có đang hỏi hàng, đang đặt hàng không biết có được không nữa. Cho nên cái nở ngực thì hôm nay chưa có.
nên hôm nay không có thuốc đỡ ngực đâu nha chị Trần Trần Gia Tuệ. Mừng quá vui lắm rồi. Chốt cho chị Navi Đoàn một chai tẩy tế bào chết nha. Thank you chị Navi Đoàn nè. Chị nào muốn lấy tẩy tế bào chết nữa thì các chị nhắn. Thank you chị Navi Đoàn. Rồi, còn cái này nha các chị nha. Cái này ha. Cái này á là cái collagen. Thì em mới lấy ra em uống nè. Hết rồi nè. Mà cái chai em không nỡ quăng cho nên em để ở đây. Đây là một cái loại mà nó double tất cả những cái loại kia. Collagen làm cho mình trẻ hóa da. Trẻ hóa da ha, tái tạo cho cái da của mình. Nếu mà các chị mà lỡ thì mà giống như là mình lo mình làm ăn quá, mình quên đi cái vẻ đẹp của mình, mình quên đi cái sức khỏe của cái làn da của mình, quên đi cái mà sự mà giống như là mình chăm sóc cho bản thân của mình á, mà mình muốn quay lại cái tuổi thanh xuân á, thì các chị sẽ mua cái collagen này về nha. Nó làm trẻ hóa da cho mình cực kỳ tốt, căng mịn da cho mình, bổ sung cái lượng collagen nước nó hấp thụ nhanh nhất cho cái loại của thương hiệu Natural Way. Cái hộp giống vậy, nó bình thường á một chai như vậy chỉ có 25ml thôi, tất cả những loại khác, loại này nó làm double lên là một chai 50ml ha. Ở trong cái hộp này nó có 10 chai, nó có 10 chai, nó nặng lắm. Cái hộp này chắc nặng cả ký hơn có đó. Đó, thì nó nặng lắm, nó bằng cái chai thủy tinh nha các chị nha, nó bằng cái chai thủy tinh. Lần đầu được chuẩn ra. Hôm nay chị đặt thùng mà ngủ không được luôn chứ ngủ ngon gì nữa. Thì một chai bự chà bá giống vậy nè. Mình uống á, không cần mỗi ngày nha các chị nha. Cách ngày mình uống một lần hoặc là hai ngày mình uống một lần. Một lần mình uống hết một chai luôn. Thì khi cái này các chị uống á, thì một lần mình uống, mình lắc lên cho nó đều lên hết rồi mình uống nha các chị nha. Thì một cặp, một hộp như vậy là 780. Các chị lấy một cặp thì giá là 1,5 triệu thôi các chị ha. Giá là 1,5 triệu một hộp, để nó tái tạo cho cái da của mình. Đó là cái collagen nước thấm vô trong cơ thể mình một cái nhanh nhất, một cách nhanh nhất, đặc biệt nhất. 300. Để cho cái tóc của mình nè, cho cái móng, cái tóc, cái da, cái móng, đặc biệt là cái sự trẻ hóa cho mình nha các chị nha. Đó, 780 ha. Hai cái thì là giá là 1,5 triệu. Đó là cái collagen tái tạo cho cái da của mình, cho mình đẹp mịn màng 98,8% sugar free, nó không có đường. Thì một chai 50ml lần uống nó thơm thơm. Cái vị của nó thơm thơm. Nó hơi hơi ngọt ngọt thanh thanh. Mà cái vị của nó là cái vị berry á, ngon lắm. Nói chung là cực kỳ ngon, cực kỳ dễ uống. Hơi đắt tiền một chút xíu, nhưng mà chị nào cần sản phẩm này thì các chị nhắn nha. Chị nào cần sản phẩm này các chị nhắn. 780.000 một hộp ha. Giá một cặp là 1,5 triệu cho một cặp nha các chị nha. Nếu mà các chị muốn mua cái sản phẩm này uống. Bán đắt hàng gì giờ em cũng nghĩ luôn. Chị không thấy còn ai đâu, còn có 20 mấy khách. Rồi, đây là cái sản phẩm cuối cùng ha. Còn nhiều những cái ở đằng sau lưng em mà không có tối nào mà like kịp hết hết. Có gì tối mai mình sẽ like tiếp nha các chị nha. 7:30 tối ngày mai em sẽ like cho chị tất cả những sản phẩm khác. Còn chị nào lấy cái này thì các chị chốt cái sản phẩm cuối cùng trong cái live stream hôm nay. Còn những tin nhắn ẩn thì có gì hồi em kiểm tra lại để báo cho các chị nha. Để em báo cho các chị. Chị nào lấy thì các chị nhắn ha, chị nào lấy thì các chị nhắn cái sản phẩm này nha. Rồi cảm ơn chị cho chị một hộp ha. Em chốt cho chị Lưu Hoàng một hộp nặng lắm. Cái này là nó phải hơn cả ký, tại vì 500 á là của cái nước ở bên trong này thôi. Còn cái này là cái chai thủy tinh. Đây là cái loại collagen cao cấp. Collagen nước thì em có nhiều loại lắm, nhưng mà của Natural Way là cái loại này, là cái loại nó cao cấp nè. Cao cấp để cho mình kéo lại cái tuổi xuân của mình. Thứ hai nữa là nó căng, nó trẻ hóa cái da, nó thấm thấu nhanh nhất cho tóc, cho da, cho móng. Với lại cho mình, cái lượng collagen mà bổ sung cực kỳ nhiều khi mà mình càng lớn mình càng mất đi cái lượng collagen đó. Đó là cái loại này,
là cái loại collagen cao cấp nha. Em chốt cho chị Lưu Hoàng một hộp ha. Em chốt cho chị Lưu Hoàng một hộp nè. Thank you chị Lưu Hoàng. Quy xuống like coi inbox nhé. Rồi ok chị Tracy nha. Xuống like coi inbox của Tracy đầu tiên nha. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Đồ của mình á thì là một tuần nữa có ha các chị ha. Bữa nay thì một tuần nữa mới có, tại vì nó cái chuyến là giữa tuần mới có chuyến nữa. Giữa tuần mới có chuyến nữa thì cuối tuần tới mới có hàng. Rồi cảm ơn các chị rất là nhiều ha. Bây giờ em apply, hẹn gặp lại các chị 7:30 tối ngày mai nha. Rồi thank you chị Lưu Hoàng nè. Cảm ơn các chị, em offline nha. Chúc các chị ngủ ngon.